chương 641 đầu óc là cái thứ tốt. Ngàn Diệp Trấn Hùng cười lạnh một tiếng. Trực tiếp châm chọc nói, bốn phía một chúng đông danh cao thủ đồng dạng cười lạnh liên tục vài. Câu phép khích tướng, liền trực tiếp làm ngươi nhập bộ, ngoan ngoãn chui tiến vào. Không phải ngươi lạc vô cực hồ đồ. Vẫn là người khác hồ đồ, di độc lạc trần một chút cũng không ngại. Ngược lại như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn ngàn diệp chấn hùng, khóe miệng mang theo một mát chế nhạo chi sắc sau đó lạc trần chậm rãi nâng lên bàn tay băng vang rồi một bạt tay vang lên trực tiếp phiến ở ngàn diệp chấn hùng trên mặt ngàn diệp chấn hùng bị lạc trần này một bạt tay đánh một cái lảo đảo sau đó phục hồi tinh thần lại ngạc nhiên che lại một nửa biên mặt ngốc ngốc nhìn lạc trần ngươi chết đã đến nơi ở chúng ta đông danh địa bàn thượng ở nhiều như vậy đông danh cao thủ trước mặt ngươi cư nhiên dám đánh ta đánh ngươi lại làm sao vậy Lạc Trần khiêu khích nhìn Ngàn Diệp Trấn Hùng, làm can. Một tiếng hét to vang lên, trực tiếp làm vỡ nát bốn phía pha lê. Ngàn Diệp gia lão tổ thần sắc không giận tự uy, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lạc Trần, "Ngươi còn tưởng rằng đây là hoa hạ không thành tới? Chúng ta đại bản, ngươi Lạc Vô Cực An dám như thế kiêu ngạo ương ngạnh." Ngàn Diệp gia lão tổ lạnh lùng quát lớn nói, "A, đại bản, đại bản lại như thế nào?" Lạc Trần hỏi ngược lại, không thế nào, nhưng là có thể làm ngươi lạc vô cực chết ở chỗ này. Ngàn Diệp gia lão tổ cả người đều có mênh mông năng lượng dao động ở phập phòng. Phảng Phất đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời ra tay giống nhau, hơn nữa không chỉ có là hắn. Mặt khác còn có bốn cái cùng Ngàn Diệp gia lão tổ năng lượng dao động không sai biệt lắm người. Cũng đứng dậy, này mấy người vừa động. Còn lại những cái đó cao thủ cũng chuẩn bị động, mà Ngàn Diệp Trấn Hùng còn lại là bụng mặt lau đi khóe miệng máu tươi. Hiện tại đã biết rõ, ngàn diệp chấn hùng chỉ vào bốn phía những cái đó cao thủ, hiện. Tại đã biết rõ ngươi có bao nhiêu xuẩn. Ngàn diệp chấn hùng rít gào nói, nhưng là trên mặt lại mang theo diễn ngược đều. Mẹ nó cấp lão tử dừng tay, bỗng nhiên một tiếng càng thêm hung mạnh hét to vang lên. Phẳng phất trực tiếp quát tới một cổ cuồng phong, mọi người vừa quay đầu lại chỉ thấy một cái ăn mặc hòa phục lão giả bước nhanh đã đi tới, mọi người thần sắc đều là một. Lăng, Đức Xuyên cửa bắc, Đức Xuyên ra tiếng tăm lừng lẫy một vị tiền bối. Này tuyệt đối là một vị đại nhân vật. Ngay cả ngàn diệp chấn hùng như vậy lão tổ đều phải cấp thứ ba phân bạc diện, hơn nữa có thể nói. Ở toàn bộ đông danh, Đức Xuyên ra chính là một tay che trời đại thế gia, chỉ là mọi người có chút khó hiểu nhìn nổi giận đùng đùng mà đến Đức Xuyên cửa bắc ngàn diệp ra lão tổ chính là cố. Ý phái người đi thông chi Đức Xuyên ra người. Vì chính là làm Đức Xuyên ra phái người tới cùng nhau bao vây tiểu trừ lạc vô cực mà Đức Xuyên. Cửa bắc làm Đức Xuyên ra đặt ở đại bản chủ sự giả. Theo lý thuyết khẳng định là thu được tin tức tới bao vây tiểu trừ lạc vô cực. Như thế nào lại đối bọn họ gầm lên giận dữ đâu, cửa bắc huynh, ngươi đây là ý gì? ngàn diệp gia lão tổ nghi hoặc mở miệng nói, mà ở chàng cao thủ cũng nghi hoặc nhìn về phía Đức. Xuyên cửa bắc, đặc biệt là ngàn diệp chấn hùng, ý gì, các? Người mẹ nó ngàn diệp ra đều là một đám heo sao? Đức xuyên cửa bắc đi lên liền mắng, hơn nữa là thô tục, một chút tình cảm đều không có lưu, cửa. Bác huynh, người quá mức, lại nói như thế nào, người mẹ nó cấp lão tử câm miệng. Đức xuyên cửa bắc trực tiếp đối với ngàn diệp ra lão tổ một tiếng hét to, ai? ai mẹ nó ra siêu chủ ý đem lạc vô cực chọc tới đông doanh tới. Đức xuyên cửa bắc trầm khuôn mặt trực tiếp quát lớn nói. Là vãn bối, ngàn diệp chấn hùng như cũ vẻ mặt nghi hoặc bang. Đức xuyên cửa bắc giơ tay chính là một cái tát. Trực tiếp đem ngàn diệp chấn hùng một bà tai đánh nghiêng trên mặt đất ngươi. Mẹ nó là đầu heo sao? Đức xuyên cửa bắc phổi đều mau khí tặc đức. Xuyên cửa bắc ngươi làm gì vậy? ngàn diệp gia lão tổ cũng nổi giận ngươi đi lên chính là một đốn giống giận mắng chửi người còn đánh hắn tiểu bối làm trên mặt hắn cũng không nhịn được ta làm gì vậy ta đảo muốn hỏi một chút các ngươi làm gì vậy đức xuyên cửa bắc gắt gao chừng mắt ngàn diệp gia lão tổ chúng ta tự nhiên là muốn ở chỗ này đem lạc vô cực đánh chết sau đó bắt được trong tay hắn thủy tinh bộ xương khô ngàn diệp gia lão tổ nói thẳng không cố kỵ mở miệng nói a à, vậy các ngươi ngàn diệp ra thật mẹ nó chính là heo. Ta tới thời điểm còn tưởng rằng các ngươi không biết trong tay hắn có thủy tinh bộ xương khô. Nguyên lai các ngươi cư nhiên biết. Đức xuyên cửa bắc đối diện ngàn diệp ra lão tổ. Hai vị lão giả rất có loại đối trọi gay gắt cảm giác có ý tứ gì. Ngàn diệp lão tổ mày nhăn lại mơ hồ cảm thấy việc này tự hồ có khác ẩn tình con. Không biết xấu hổ hỏi có ý tứ gì. Đức Xuyên cửa bắc trực tiếp quát lớn nói, các, người ngàn diệp ra làm việc chẳng lẽ đều là như vậy ngu xuẩn. Đức Xuyên cửa bắc thật sự nhịn không được muốn mắng người, hiện. Tại một trăm nhiều hào quốc tế cự đầu đều ở tìm thủy tinh bộ xương khô. Một khi hắn bại lộ ra tới, một trăm nhiều hào quốc tế tề tụ đại bàn. Người tưởng cái gì hậu quả? Đức Xuyên cửa bắc rít gào nói, cái gì, một trăm nhiều hào quốc tế cự. Đầu đều ở tìm thủy tinh bộ xương khô ngàn diệp lão tổ nháy mắt mồ hôi lạnh chảy dòng ngàn diệp lão tổ là từ thiên huyễn bà ngoại trong miệng biết lạc vô cực trong tay có thủy tinh bộ xương khô đối với chuyện khác kỳ thật thiên huyễn bà ngoại vẫn luôn giữ kín như bưng cũng không có đối ngàn diệp lão tổ lộ ra quá nhiều chi tiết chỉ là lần nữa cường điệu không thể làm này gắn quốc tế cự đầu biết lạc vô cực trong tay có thủy tinh bộ xương khô nhưng là hiện tại một trăm nhiều hào quốc tế cự đầu đều đang tìm kiếm thủy tinh bộ xương khô quốc tế cự đầu chỉ là một cách gọi trong đó thực lực cao thấp tranh lệch thật lớn giống như là nam thiền thượng nhân cũng bị xưng là quốc tế cự đầu nhưng là cùng hắc phượng hoàng bản thể còn có cùng lang vương đám người so sánh với thực lực quả thực là khác nhau như trời với đất cho nên quốc tế cự đầu bên trong thật đúng là có không ít cao thủ đến lúc đó đừng nói đại bản một khi thật sự đánh lên tới như vậy toàn bộ đông danh đều khả năng bị bắn chìm rớt trong nháy mắt ở đây sở hữu cao thủ nháy mắt mồ hôi lạnh chảy dòng này lạc vô cực hiện tại không chỉ có là cái phỏng tay khoai lang càng là một cái không chừng khi bom a ngàn diệp chấn hùng nghe thấy cái này tin tức lập tức liền ngây ngẩn cả người hắn chỉ số thông minh đích xác rất cao lập tức liền minh bạch này tuyệt đối là lạc vô cực cố ý, ngươi là cố ý. tuy rằng đã xác định, nhưng ngàn diệp chấn hùng vẫn là nhịn không được hỏi. a, à. đầu óc là cái thứ tốt đáng tiếc ngươi không có. lạc trần cười lạnh một tiếng, tức khắc những lời này thứ ngàn diệp chấn hùng trên mặt một trận, thành một trận bạch đích sắc. lần này chơi thủ đoạn là hắn thua, lại còn có bị âm đến gắt. gao, hiển nhiên lạc vô cực chính là sớm có quyết định này. Thậm chí là ước gì tới đông doanh, kết quả ngàn diệp trấn hùng chính mình không biết sao xui xẻo. Còn khiêu khích nhân ra, làm nhân ra tới, hiện tại hảo. Nhân ra tới, nhưng là đông doanh lúc này đã có thể nguy hiểm, này căn bản chính là một cái ôn. Thần, ở ai nơi đó, ai liền phải suối quẩy ta. Cảm thấy bọn họ mắng ngươi là heo, xác thật không sai. Lạc Trần lại lần nữa lạnh lùng châm chọc một câu, lạc vô cực ngàn diệp trấn hùng tức giận đến giống to, bang. Lạc trần phủi tay chính là một bạt tai đánh qua đi. Ta lạc vô cực là ngươi muốn kêu là có thể kêu. mươi 642 thỉnh thần dễ dàng. Làm càn, ngàn diệp gia lão tổ phẫn nộ quát. Lạc vô cực cư nhiên dám đảm đương hắn mặt lặp đi lặp lại nhiều lần đánh hắn ngàn diệp gia Người, mặc dù có một trăm nhiều hào quốc tế cự đầu ở truy tra ngươi lại như thế nào, chỉ cần chúng ta hiện tại giết ngươi đó là ngàn diệp gia lão tổ tức muốn học máu rốt cuộc hôm nay mất mặt ném lớn giờ phút này chỉ có ở lạc trần trên người lập uy nghe ngàn diệp lão tổ như vậy vừa nói đại gia cũng đều phục hồi tinh thần lại đúng vậy giết lạc vô cực sự tình không phải giải quyết nhưng là lạc trần lại nghe nhịn không được cười lên một tiếng ta vừa mới nói đầu óc là cái thứ tốt đáng tiếc các ngươi ngàn diệp gia thật không có ngàn Diệp ra lão tổ còn không có mở miệng, một bên Đức Xuyên cửa bắc lại thứ bị khí cười, giết. Hắn, Đức Xuyên cửa bắc là thật cảm thấy bình thường lấy thông minh xưng nổi tiếng đông doanh. Ngàn Diệp ra, như thế nào ở lạc vô cực chuyện này thượng liền ngu như vậy đâu, giết. Không được, lúc này đây là ngàn Diệp Trấn Hùng mở miệng. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình ở tính kế lạc vô cực. Kết quả là lại bị lạc vô cực tính kế, nghĩ đến lúc trước luôn mồm nói lạc vô cực luận chỉ số thông minh liền cho hắn sách giày đều không xứng. Hiện tại ngàn diệp chấn hùng lại bị như vậy từ đầu tính kế đến chân. Ngàn diệp chấn hùng trên mặt liền không tự chủ được hổ thẹn, hắn chính là đông doanh tiếng tam. Lừng lẫy cao chỉ số thông minh nhân vật A, lại ở lạc trần trong tay ăn lớn như vậy một cái. Mệt này truyền ra đi, sợ là răng hàm đều phải người khác cười rớt, giết không được. Ngàn diệp ra lão tổ mày nhăn lại, người khác nói hắn sẽ không tin nhưng là ngàn diệp trấn hùng nói ra nói, hắn từ trước đến nay đều là cho rằng cực kỳ có đạo lý. Lạc vô cực ở Thảo Nguyên đem lang vương đánh bạo, chuyện này sợ là đã truyền khai. Nhất muộn bất quá một vòng, sợ là liền sẽ làm quốc tế cự đầu tra được thủy tinh bộ xương khô ở. Lạc vô cực trong tay, mà nhiều nhất nửa tháng. Sợ là toàn thế giới quốc tế cự đầu đều sẽ biết được việc này, chúng. Ta hiện tại không chỉ có không thể giết hắn, còn phải bảo đảm hắn an toàn bởi vì một khi hắn chết ở đông doanh như vậy mặc dù chúng ta nói thủy tinh bộ xương khô không ở chúng ta trong tay cũng không có người sẽ đi tin ngàn diệp trấn hùng phân tích nói đây là sự thật bởi vì lạc vô cực chết ở đông doanh đến lúc đó bọn họ đông doanh chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch chúng ta có thể giết hắn sau đó đem thủy tinh bộ xương khô giao ra đi à có người mở miệng nói giao ra đi giao cho ai đức xuyên cửa bắc âm ngoan nhìn về phía người kia những cái đó quốc tế cự đầu cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy người cho ai không cho ai đều đắc tội với người đức xuyên cửa bắc quát lớn nói chính là chúng ta trực tiếp giao cho game kinh dị hoàn thành nhiệm vụ không phải được rồi ngàn diệp gia lão tổ nhíu mày mở miệng nói cho nên các ngươi ngàn diệp gia thật là xứng đáng thiên huyễn bà ngoại ném như vậy đại người Đức xuyên cửa bắc trực tiếp chửi ầm lên, nếu có thể đủ trực tiếp đem thủy tinh bộ xương khô giao cho game kinh dị. Ta còn dùng các ngươi này bày heo đầu óc nhắc nhở, game kinh dị trong khoảng thời gian này xảy ra vấn đề. Vài vị quốc tế cự đầu bị nhốt ở game kinh dị bên trong, hiện tại căn bản giao không được. Đức xuyên cửa bắc nói ra một cái kinh người tin tức game kinh dị cái này khủng bố đến mức tận cùng đồ vật cư nhiên cũng sẽ ra vấn đề, đây là Đức Xuyên gia đã sớm nghe được sự tình. Cũng không xem như cơ mật trên thực tế lạc trần ở Nam Lăng kia đoạn thời gian. Thậm chí là về nước lúc sau kia đoạn thời gian. Tuy rằng lạc trần dùng trận pháp che giấu thủy tinh bộ xương khô. Nhưng là lạc trần vẫn là có chút xem thường game kinh dị. Nếu không phải game kinh dị tự thân xảy ra vấn đề. Như vậy sợ là mặc dù Lạc Trần dùng trận pháp che giấu thủy tinh bộ xương khô, game kinh dị cũng sẽ ở trước tiên tìm được Lạc Trần, Hắc Phượng Hoàng bản thể bị nhốt ở bí cảnh. Bên trong vẫn luôn ra không được. Cũng là vì nguyên nhân này, giờ phút này tin tức này đối với Lạc Trần mà nói là một cái chuyện tốt, nhưng là đối với đông doanh này một các cao thủ tới nói. Kia nhưng chính là một cái tin tức xấu, tương đương trực tiếp phong kín sở hữu đường lui, không? thể giết lạc trần cũng không thể làm lạc trần lưu tại đông danh này ngàn diệp trấn hùng hối hận đến cực điểm hắn thông minh một đời lúc này đây lại ở lạc trần trong tay tài lớn như vậy một cái té ngã mà lạc trần còn lại là nhìn về phía ngàn diệp trấn hùng ngươi vừa mới nói đây là ngươi địa bàn bang lạc trần phủi tay lại là một bà tai đánh vào ngàn diệp trấn hùng trên mặt đĩa bàn của ngươi làm sao vậy ta đánh ngươi lại làm sao vậy Lạc Trần cười lạnh nói: "Hôm qua ở Hoa Hạ, ngươi không phải nói ta không dám tới ngươi đông danh sao? Hiện tại ta tới, như thế nào?" Lạc Trần lại lần nữa một bàn tay phiến qua đi. Trực tiếp phiến ở Ngàn Diệp trấn hùng trên mặt. "Lạc vô cực, ngươi đừng khinh người quá đáng." Ngàn Diệp gia lão tổ oán hận nhìn Lạc Trần, thiếu chút nữa đem ngươi đã quên. Lạc Trần nhìn về phía Ngàn Diệp gia lão tổ, ngươi vừa mới quát lớn ta làm can? Lạc Trần nghiêng đầu nhìn về phía Ngàn Diệp gia lão tổ bang. Tia chớp một bạt tay trực tiếp đánh vào Ngàn Diệp gia lão tổ trên mặt, làm Ngàn Diệp gia lão tổ một trận ngạc nhiên, này một cái tát Ngàn Diệp gia lão tổ căn bản không nghĩ tới. Cho nên cũng liền không có chuẩn bị, nhưng là hắn là ai, hắn chính là Đường Đường Ngàn Diệp gia. Lão tổ, đừng nói bị người phiến cái tát. Chính là ngày thường cũng không dám có người đối hắn bất kính, nhưng là hôm nay không chỉ có bị Đức Xuyên cửa Bắc một trận tức giận mắng, hiện tại còn bị Lạc Trần đánh một bạt tai ầm vang. Vô hình khí lãng nổ tung, toàn bộ sân bay nóc nhà đều mau ném đi, Lạc Vô Cực ta. Muốn ngươi, muốn ta thế nào? Lạc Trần cười lạnh nói, ta giết ngươi. Người mẹ nó điên rồi. Đức Xuyên cửa Bắc cũng bộc phát ra núi lửa bùng nổ khí thế, ngươi. Muốn liên lụy bao nhiêu người, này vẫn là ngươi một người sự tình sao? Đức Xuyên cửa bắc giận giữ hết một khi lạc vô cực ở cái này địa phương ra điểm ngoài ý muốn. Toàn bộ đông doanh đều phải xui xẻo, một trăm nhiều hào quốc tế cự đầu. Ai có thể chống đỡ được toàn bộ đông doanh đều phải bị bắn chìm tiến biển rộng bên trong, ngàn. Diệp ra lão tổ khí thế thu liễm, đích xác cái này đại giới hắn không dám đi gánh vác nhưng là. Ngàn diệp ra lão tổ khí thế vừa mới thu liễm, băng, lạc. Trần phủi tay lại là một cái tát phiến ở ngàn diệp ra lão tổ trên mặt ta. Liền khinh người quá đáng, làm sao vậy? Lạc Trần lại lần nữa cười lạnh một tiếng, ngươi, ngàn. Diệp ra lão tổ giờ khắc này tức giận đến phổi đều mau tạc, ngàn diệp ra lão tổ. Cứ như vậy trước mặt mọi người bị người phiến cái tát. Hơn nữa, vẫn là một mà lại phiến, hắn lão tổ uy nghiêm ở đâu, hắn lão tổ mặt mũi ở đâu, nhưng là... Hắn chỉ có thể nhẫn, bởi vì giờ phút này bọn họ lấy lạc vô cực không có chút nào biện pháp, đức xuyên cửa bắc còn lại là oán hận nhìn. Ngàn diệp ra một đám người, lạc tiên sinh, ngươi xem ngươi khí cũng ra, người cũng đánh. Có phải hay không, có phải hay không cần phải trở về. Đức xuyên cửa bắc kéo xuống mặt già mở miệng nói, hắn cũng hận lạc trần. Nhưng là hình thức bắt buộc, hắn không có chút nào biện pháp, chỉ có thể chịu thua, trở về. Lạc trần mày một trọn, lộ ra nghiền ngẫm nhi tươi cười, bên kia tư nhân phi cơ đã chuẩn ai nói ta phải đi về. Lạc Trần hừ lạnh một tiếng. Ta lạc vô cực là các ngươi nói để cho ta tới liền tới, nói làm ta đi thì đi người sao. mươi 643 dập đầu bồi tội. Những lời này lập tức khiến cho mọi người ngây ngẩn cả người, đây là không tính toán đi rồi, lạc. Vô cực ngươi phải hiểu được chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Có người đứng ra giận dữ hết, lạc vô cực hôm nay thật sự là khinh người quá đáng tới bọn họ đông danh địa bàn, trước mặt mọi người đánh bọn họ đông danh người, này quá mức. Kiêu ngạo cùng ương ngạnh, nhưng là những lời này mới rơi xuống đất. Một bên đức xuyên cửa bắc sắc mặt lập tức liền lại trầm xuống dưới, bang mà một tiếng. Phủi tay chính là một bạt tai ném ở người kia trên mặt ngươi. Có biết hay không hiện tại tình huống có bao nhiêu nguy hiểm? Đức xuyên cửa bắc lại lần nữa rít gào nói, người muốn hại toàn bộ đông danh sao, hiện tại một cái lộng không tốt lạc vô cực chỉ cần chính mình nhảy ra hô to một tiếng như vậy trong nháy mắt toàn thế giới các nơi cao thủ đều sẽ chen chúc tới đông doanh có thể chống đỡ được kia một trăm nhiều hào quốc tế cự đầu nếu là đem thế giới chiến lược bảng trước năm gây ra một vị như vậy đông doanh xác định vững chắc xong đời đều lúc này còn dám lấy loại này tư thái cùng lạc vô cực nói chuyện không thấy hắn đường đường đông doanh Đệ nhất đại gia tộc Đức xuyên ra người đối lạc vô cực nói chuyện đều như vậy khách khí. Như vậy thấp tư thái sao, lạc tiên sinh, phía dưới người không hiểu chuyện. Ta thế bọn họ xin lỗi, còn thỉnh lạc tiên sinh, muốn ta đi cũng có thể, 500 trăm triệu đô la. Lạc trần khóe miệng xẹt qua một mặt châm chọc, cái gì, 500 trăm triệu đô la, lúc này ngay cả Đức. Xuyên cửa bắc đều ngây ngẩn cả người. 500 trăm triệu đô la, cái này con số đã có thể có điểm dọa người, lạc vô cực ngươi đừng quá một trăm tỷ lạc trần thực quyết đoán mở miệng nói lạc tiên sinh cái này con số một nghìn năm trăm trăm triệu lạc trần lại tăng giá hảo hảo ta đáp ứng đức xuyên cửa bắc mồ hôi lạnh đều xuống dưới nhưng là bất đắc dĩ hắn cần thiết đáp ứng bởi vì nếu là không đáp ứng toàn bộ đông doanh đều phải lâm vào thật lớn nguy cơ tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn đức xuyên cửa bắc cái này đại biểu cho đông doanh đệ nhất thế gia người. Trước nay đến nơi đây bắt đầu liền đối lạc trần khách khí có dai. Thậm chí giờ phút này bị uy hiếp cũng chỉ có thể nhận túng. Tất cả mọi người gắt gao nhéo nắm tay, oán hận nhìn lạc trần. Nhưng là rồi lại lấy lạc trần không hề biện pháp, này tuyệt đối là bọn họ này đó cao thủ cùng. Đại gia tộc sỉ nhục một cái người nước ngoài hiện giờ lại rảo đến bọn họ này đó đại gia tộc không được yên ổn mặc dù là bị uy hiếp cũng chỉ có thể cúi đầu mà hối hận nhất không gì hơn ngàn diệp trấn hùng nguyên bản cho rằng đem lạc trần lộng tới đông doanh tới lúc sau liền có thể tùy ý đắn đo lạc trần đem lạc trần đùa bỡn với vỗ tay chi gian nhưng là kết quả đâu giờ phút này toàn bộ đông doanh cao thủ thậm chí là đệ nhất gia tộc đều đến xem cái này hoa hạ đỉnh lạc vô cực sắc mặt hắn quả thực chính là vì đông doanh mang đến một vị thiên đại tai tinh, đến nỗi kia 1.500 trăm triệu. Bọn họ ngàn diệp ra khẳng định là muốn ra đầu to, rốt cuộc chuyện này chính là hắn ngàn diệp. Ra khơi màu, nguyên bản ngàn diệp Trấn hùng còn đem chính mình coi như một cái công thần. Nhưng là trong nháy mắt, công thần lại thành sẽ lọt vào mỗi người phỉ nhổ cùng mắng người, hắn. Ngàn diệp Trấn hùng một đời anh danh toàn hủy hoại, 1.500 trăm triệu, thế giới nhà giàu số 1 cũng mới 1.400 nhiều trăm triệu tài sản. a à, hơn nữa kia vẫn là tài sản, không phải tiền tiết kiệm, hiện tại lạc vô cực lại há mồm liền. Phải lấy đi 1.500 trăm triệu vàng thật bạc trắng, toàn bộ đại bản một năm GDP mới 1.800 nhiều trăm. Triệu đô la, có thể nói, lúc này đây không chỉ có là làm ngàn diệp ra trực tiếp gặp phải phá sản, chính là toàn bộ đông danh các đại gia tộc đều phải thương gân động cốt, một người mà. Thôi, lại có thể bức bách đến bọn họ thê thảm đến loại trình độ này, lạc. Tiên sinh yên tâm, ta sẽ mau chóng, ta còn chưa nói xong, người gấp cái gì? Lạc trần không chút khách khi đánh gãy đức xuyên cửa bắc nói, còn có điều kiện, lạc. Vô cực, một nghìn năm trăm trăm triệu còn chưa đủ sao? Ngàn diệp ra lão tổ thật sự nhịn không được đủ lạc trần cười lạnh một tiếng các ngươi đi hoa hạ trêu chọc ta các ngươi cho rằng ta là ai ta lạc vô cực thật là các ngươi này đó a à miêu a à cẩu có thể tùy ý trêu chọc kích tướng ta hào thủ đoạn ta cho các ngươi cơ hội nhưng là kết quả này các ngươi có thể gánh vác khởi sao lạc trần thần sắc lạnh băng mở miệng nói nếu là lại vô nghĩa một câu ta lập tức đứng ra tiên bố thủy tinh bộ xương khô ở trong tay ta đến lúc đó nhìn xem các ngươi hay không gánh vác được hậu quả. lúc này đây nhưng chính là nói rõ uy hiếp, mặc dù là đức xuyên cửa bắc lửa giận đều áp không được mọi người nắm tay nhéo ca băng văng. nơi này là chỗ nào, đông doanh bọn họ địa bàn, nhưng là lại bị lạc vô cực cái này hoa hạ đỉnh cứ như vậy giáp mặt uy hiếp nhưng bọn hắn lại chỉ có thể dám giận lại không dám ngôn, sở hữu cao thủ cùng đại gia tộc giờ khắc này đều hận thượng lạc trần, nhưng là rồi lại không thể nề hà, cái thứ hai điều kiện, hắn, còn có hắn. Lạc trần chỉ chỉ ngàn diệp ra lão tổ cùng ngàn diệp trấn hùng, giáp. Mặt cho ta lạc vô cực dập đầu bồi tội, ong, mọi. Người đầu óc đều là ong mà một tiếng, dập đầu bồi tội, ngàn diệp trấn hùng còn hảo thuyết. Nhưng là cư nhiên làm ngàn diệp ra lão tổ cũng muốn cho hắn dập đầu bồi tội. Ta cùng ngươi, tám cách, câm miệng. Đức Xuyên cửa bắc lại lần nữa lửa giận hướng lên trời rít gào nói, ngươi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục nháo đi xuống? Sau đó chọc đến người khác nhắc lại điều kiện không thành, nếu không phải các ngươi ngàn diệp ra ngu xuẩn, như thế nào sẽ làm sự tình biến thành như bây giờ? Đức Xuyên cửa bắc mắng, chẳng lẽ một hai phải nháo đến vô pháp thu thập sao, nhưng là muốn ngàn diệp ra lão tổ dập đầu bồi tội, hắn chính là đường đường lão tổ sống không biết mau mấy trăm năm giờ phút này lại phải đối một người tuổi trẻ tiểu bối dập đầu bồi tội này quả thực liền so giết hắn còn làm hắn khó chịu ngàn diệp ra lão tổ giờ phút này đã tùy thời ở vào bùng nổ bên cạnh cả người mênh mông năng lượng dao động phập phập phồng phồng phẳng phất tùy thời đều phải nổ tung giống nhau đại cục làm trọng đức xuyên cửa bắc tự nhiên cũng đã nhìn ra nhưng như cũ sụ mặt quát lớn nói, trên thực tế hắn so bất luận kẻ nào đều phẫn nộ. Hắn chính là đại biểu cho Đức Xuyên Gia A, nhưng là hiện tại còn không phải giống nhau ở Lạc Vô. Cực trước mặt giận mà không dám nói gì, quỳ đi. Đức Xuyên cửa bắc thở dài một tiếng, Lạc Vô cực một khi công khai thủy tinh bộ xương khô ở trên. Người hắn, cái kia hậu quả, bọn họ căn bản gánh vác không dậy nổi, sỉ nhục. Quá sỉ nhục, thình thịch, thình thịch, ở đông đảo đông danh cao thủ trước mặt ở đại bản sân bay ngàn diệp trấn hùng cùng ngàn diệp ra lão tổ quỳ xuống sau đó chậm rãi đối với lạc trần đem đầu khái đi xuống thực xin lỗi lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên thật sự dập đầu bồi tội một màn này nếu là truyền ra đi sợ là không chỉ có là bọn họ toàn bộ đông danh cao thủ cùng đại gia tộc đều phải bị người chê cười nhưng lạc vô cực quá xã hội bọn họ thật sự không thể trêu vào không phải muốn ta tới đông danh sao Lạc Trần còn lại là rất có hứng thú hướng đi ngàn diệp chấn hùng. Khóe miệng xẹt qua một mặt mỉa mai, ngày. hôm qua ta ở Thảo Nguyên liền nói, ngươi sẽ hối hận, như thế nào? Không, phải muốn thu thập ta sao, không phải chuẩn bị rất nhiều bẫy dập cùng kế hoạch đối phó ta? Sao, hiện tại đến đây đi." Chương 644 địa bàn của ta. Lạc Trần mỗi một câu nói ngàn diệp chấn hùng đều mặt đỏ tai hồng thậm chí sỉ nhục tới rồi cực hạn nhưng là hắn lại không có biện pháp hồi một câu a à. tới các ngươi đông danh lại như thế nào lạc trần lạnh lùng mở miệng nói sắc bén ánh mắt nhìn về phía mọi người tất cả mọi người tránh đi lạc trần ánh mắt không dám cùng chi đối diện kiêu ngạo kiêu ngạo đến cực điểm này sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất dám ở đông danh địa bàn thượng làm cho các đại gia tộc các đại cao thủ còn có đức xuyên gia tộc nói loại này lời nói người nhưng là không có bất luận kẻ nào dám hồi một câu lạc tiên sinh kia tiền ta sẽ lập tức đi làm nhất định ở trước tiên đánh tới ngươi tài khoản thượng đức xuyên cửa bắc mở miệng nói không có việc gì có rất nhiều thời gian ta có thể chậm rãi ở đại bản chờ nghe nói nơi này hoa anh đào không tồi ta có thể đi nhìn xem Lạc Trần không chút nào để ý mở miệng nói, mà Đức Xuyên cửa bắc lại không dám tiếp lời này, ngươi. Lạc vô cực nhiều đãi chẳng sợ một giây đồng hồ. Toàn bộ Đức Xuyên ra cùng đông doanh cao thủ sợ là đều sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn, hiện tại. Ở bọn họ trong mắt, Lạc Trần chính là một cái ôn thần. Có thể có bao nhiêu mau tiễn đi liền phải có bao nhiêu mau tiễn đi, hận không thể lập tức là. Tức tiễn đi lạc trần, một các cao thủ nhanh chóng rời đi đi thấu tiền, này 1.500 trăm triệu nếu là tới tay, hơn nữa lạc trần vốn dĩ kia mấy chục tỷ, 2.000 nhiều trăm triệu đô la. Có thể nói lạc trần cơ hồ là một bước trực tiếp đăng đỉnh nhà giàu số 1, không hề là hoa hạ. Quốc nội nhà giàu số 1 mà là toàn cầu nhà giàu số 1 trước khi đi. Ngàn diệp ra lão tổ như cũ phẫn hận bất bình này quả thực chính là ngàn diệp ra trong lịch sử vô cùng nhục nhã, chuyện này khẳng định giấu. Không được, sớm hay muộn sẽ truyền ra đi, đến lúc đó có thể nghĩ. Sợ là có bao nhiêu làm người chê cười, nhóm người này người chân trước mới vừa đi ra sân bay đại. Sảnh, sau lưng sân bay bên kia liền lại ra tới hai người, trong đó một cái một thân tao màu đỏ. Vét xa chê tây trang phá lệ trói mát tự nhiên chính là nửa điền tam lang mà một cái khác khí chàng mười phần mỹ diễm nữ tử tự nhiên chính là dương bội bội hai người vừa mới đi ra liền thấy được lạc trần chỉ là dương bội bội vừa mới chuẩn bị cấp lạc trần chào hỏi một cái một bên nửa điền tam lang lại cười lạnh một tiếng sau đó cách đến thật xa liền mỉa mai nói nha này không phải sao nhóm cái kia có tư nhân phi cơ thổ hào sao hắn ở ma đô sân bay vít chờ cơ thính bị lạc trần làm cho xuống đài không được làm hắn ở trên phi cơ một đường đều hắc một khuôn mặt thậm chí đối nguyên bản thích dương bội bội đều lười đến phản ứng vẫn luôn suy nghĩ nếu là con có thể đủ gặp được lạc trần như vậy nhất định phải làm lạc trần đẹp rốt cuộc phía trước là ở nước ngoài hắn nửa điền tam lang mặc dù lại có bản lĩnh kia cũng phải nhịn nhưng là nơi này không giống nhau a à, nơi này chính là đại bàn là hắn địa bàn, bọn họ nửa điền ra ở đại bản cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Tài lực hùng hậu không nói, còn có các loại trên dưới quan hệ, chính yếu chính là Người một cái người nước ngoài, đi vào đại bản. Hắn cái này đại sách khắc bản mà người còn không thể thu thập ngươi, cho nên nửa điền tam lang. Tiến lên câu đầu tiên lời nói chính là hơi mang trào phúng, lạc trần còn lại là trực tiếp làm lơ. Những lời này, sau đó quay đầu lại chiều dương bội bội phất phất tay dương bội bội bước nhanh tiến lên sau đó ở nửa điền tam lang kinh ngạc thần sắc bên trong cho lạc trần một cái đại đại ôm nghe thanh hương phát mũi dầu gội hương vị chính là lạc trần đều lược cảm kinh ngạc lạc tiên sinh thật xảo a à. dương bội bội nhận thấy được như vậy có chút nhiệt tình quá mức vội vàng buông ra lạc trần sau đó lực có xấu hổ mở miệng nói hừ là thực xảo Nửa điền tam lang ở một bên cười lạnh một tiếng, trong mắt càng ngày càng bất mãn. Đặc biệt là vừa mới dương bội bội cái kia ôm, tam lang tiên sinh. Dương bội bội cũng hơi có chút không rất cao hứng. Chỉ là ngại với mặt mũi vô pháp phát tác không? Tôi sao, vị này bằng hữu ta còn muốn cảm tạ ngươi, vừa mới ở sân bay cho ta thượng một khóa. Nửa điền tam lang không để ý đến dương bội bội mà là tiếp tục chào phúng nói, lạc trần mày một chọn nhìn về phía nửa điền tam lang như thế nào vị này bằng hữu ngươi sẽ không còn tưởng rằng đây là ở bên kia sân bay đi nửa điền tam lang một bước cũng không nhường nhìn lạc trần nhìn thấy không khí có chút mùi thuốc súng dương bội bội vừa định mở miệng kết quả nửa điền tam lang lại giành trước mở miệng vị này bằng hữu ta nhắc nhở ngươi một câu nơi này chính là đại bản nga có cái gì đặc biệt sao lạc trần bình tĩnh mở miệng nói không có gì đặc biệt nhưng là ta tưởng ngươi tới phía trước hẳn là biết rõ ràng. Ta kêu nửa điền tam lang, ta nửa điền ra ở đại bản đại biểu cho cái gì, hiền. Nhiên nửa điền tam lang nâng ra nửa điền ra uy hiếp lạc trần. Mà dương bội bội còn lại là trộm túm túm lạc trần. Ý bảo lạc trần nhượng bộ, rốt cuộc cái này địa phương cũng không phải là vừa mới ma đô. Nửa điền ra ở đại bản cũng thật chính là cực kỳ có thế lực, đặc biệt là đối với một ít người nước ngoài tới nói tựa như dương bội bội phía sau dương ra muốn ở đại bản làm buôn bán vậy đến xem nhân ra nửa điền ra sắc mặt nhưng là lạc trần lại thở dài một tiếng có đôi khi người xui xẻo đích xác uống miếng nước đều tắc kẽ răng đương nhiên xui xẻo không phải hắn mà là trước mắt vị này nửa điền tam lang nửa điền tam lang nhìn nhìn lạc trần thái độ trực tiếp cười lạnh một tiếng hắn cũng lười đến cùng lạc trần nhiều lời trong mắt hắn Lạc Trần thật sự chính là một cái người nước ngoài. Mặc dù ngươi ở hoa hạ lại như thế nào nghiêu bức, lại như thế nào lợi hại. Kia cũng chỉ là ở hoa hạ, ngươi ở đại bản, ở bọn họ nửa điền ra địa bàn thượng. Còn có thể làm ngươi cấp khi dễ không thành, cho nên nửa điền tam lang trực tiếp móc ra điện. Thoại, hiển nhiên là muốn đánh điện thoại gọi người tới thu thập lạc trần, ngươi. Nếu hiện tại cùng ta xin lỗi, ta còn có thể suy xét suy xét thả ngươi một con ngựa nửa điền tam lang sụ mặt mở miệng nói nơi này chính là địa bàn của ta mà dương bội bội lập tức liền nóng nảy này nửa điền tam lang ở đông doanh vô luận là nào điều trên đường đều có cực kỳ không tầm thường nhân mạch bên người còn có một đám tên côn đồ nơi này tên côn đồ cùng hoa hạ nhưng không quá giống nhau thật muốn tìm lạc trần phiền toái kia phiền toái đã có thể thật lớn gần nhất lạc trần cùng nàng giống nhau chỉ là cái người nước ngoài, liền tính xảy ra sự tình báo nguy. Cảnh sát cũng sẽ hướng về nửa điền tam lang, thứ hai còn lại là ở chỗ này một thứ gì đó chính là hợp pháp, cho nên dương bội bội nôn nóng nhìn về phía Lạc Trần, muốn khuyên can Lạc Trần, đĩa. Bàn của ngươi, Lạc Trần nghiền ngẫm nhìn nửa điền tam lang, liền. Ở vài phút trước, có người cũng đối ta nói như vậy một câu, kết quả kết cục thực thảm, a à, Khẩu khí thật đại, địa bàn của ta, kết cục thực thảm, ngươi chờ nửa điền tam lang trực tiếp liền bát thông hắn nhận thức một đám lưu manh đại ca điện thoại đám kia đại ca xuống tay cũng không phải là một chút thực trước một đoạn thời gian nháo đến ồn ào huyên náo đấu súng giết người án liền có đám kia lưu manh tham dự thật muốn là tới không nói lộng chết trước mắt người này nhưng là lộng tàn khẳng định là không có bất luận vấn đề gì chỉ là nửa điền tam lang vừa mới bát thông điện thoại đem điện thoại đặt ở bên tai đối diện uy một tiếng Nửa Điền Tam Lang còn không có tới kịp mở miệng bang. Hung hăng một cái tát liền trực tiếp phiến ở nửa Điền Tam Lang trên mặt. Trực tiếp liền đem nửa Điền Tam Lang phiến bay ra đi vài mễ xa. Chương 645 muốn mỉm cười. Bất thình lình biến cố, làm nửa Điền Tam Lang ngốc rớt, nơi này chính là đại bản. Ai dám ở đại bản sân bay đánh hắn, ngay cả Dương Bội bội đều ngây ngẩn cả người nửa điền ra ở đại bản thế lực cũng thật không phải thổi, chỉ là nửa điền tam lang ngẩng đầu, đi. Ngươi, cái kia mẹ tự bị ngạnh sinh sinh nuốt đi trở về. Bởi vì giờ phút này lạc trần bên người đứng một đám người. Cầm đầu một cái lão giả không phải người khác, mà là đi mà quay lại đức xuyên cửa bắc ở đại bản, thậm chí ở toàn bộ đông doanh. Có ai không quen biết Đức Xuyên cửa Bắc bởi vì Đức Xuyên ra lớn lớn bé bé sự tình đều sẽ giao cho bốn cái lão giả đi làm, mà đại bản bên này sự tình đó là từ Đức Xuyên cửa Bắc phụ trách có. Thể nói, ở đại bản, Đức Xuyên cửa Bắc chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả cửa. Bắc tiên sinh, nửa điền tam lang cả người đều ở vào ngốc rớt trạng thái, người đây là. Nửa điền tam lang muốn làm rõ ràng, vừa mới chính mình vì cái gì bị đánh, nhưng là ngay sau đó. Đức Xuyên cửa Bắc phía sau đi ra một cái ăn mặc tây trang biêu hình đại hắn, sụ mặt lập tức đi đến nửa điền tam lang trước mặt. Một tay trực tiếp dẫn theo nửa điền tam lang cổ áo đem nửa điền tam lang giống như gà con giống. Nhau ninh lên, theo sau nâng lên mặt khác một bàn tay, băng, băng. Băng tương đương, dày đặc cái tát tiếng vang lên, hàm răng bay tứ tung. Kia đại hán mỗi một bà tai đều không có vẫn giữ lại làm gì đường sống, nửa điền tam lang trực. Tiếp bị trừ mấy chục cái tát, chờ kia đại hán dừng tay, đem nửa điền tam lang vứt trên mặt đất. Xem nửa điền Tam Lang gương mặt kia, chỉ sợ là hắn mụ mụ tới đều nhận không ra đây là chính mình thân nhi tử, mà Đức Xuyên cửa bác. Còn lại là tức đến sắp điên nhìn nửa điền Tam Lang, bọn họ vừa mới đích xác đã đi rồi. Nhưng là Đức Xuyên cửa bác để lại cái tâm nhãn, để lại hai người đứng ở nơi xa nhìn Lạc Trần, kết quả mới vừa đi ra ngoài không xa. Liền nghe thấy hai người kia cho hắn báo cáo lại có người ở khiêu khích lạc trần này mẹ nó còn phải vừa mới mới bị lạc trần thu thập giống như chó nhà có tăng ngàn diệp gia tộc giờ phút này phỏng chừng ngàn diệp lão tổ trên mặt còn đau đâu kết quả chân trước rời đi sau lưng liền lại có người đi trêu chọc lạc vô cực này mẹ nó nếu là lại chỉnh ra điểm cái gì chuyện xấu chọc đến nhân ra không cao hứng không đi rồi hoặc là đưa ra càng thêm khó xử sự tình kia còn phải vì thế đức xuyên cửa bắc cơ hồ là chạy một mạch chạy trở về lạc vô cực người này thật sự quá khó trêu chọc hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy làm người đau đầu người giờ phút này nhìn bị đánh mẹ đều không quen biết nửa điền tam lang đức xuyên cửa bắc thậm chí đều động sát ý nhưng thật ra lạc trần rất có hứng thú nhìn nửa điền tam lang sau đó mỉa mai mở miệng nói ta nhắc nhở quá ngươi, có người cùng ta nói đây là hắn địa bàn, kết cục thực thảm. Người vừa mới không phải tính toán gọi người sao, gọi điện thoại đi, gọi. Điện thoại, nửa điền tam lang giờ phút này bị đánh thật sự cảm giác chính mình đều mau tắt thở. Hắn còn chưa từng có bị người như vậy tàn nhẫn đánh quá, đường đường nửa điền ra thiếu ra. Hiện giờ lại rơi vào dáng vẻ này, hơn nữa đến bây giờ hắn cũng chưa làm rõ ràng rốt cuộc sao lại. Thế này, cửa bắc tiên sinh, ngươi vì cái gì muốn giúp một cái người nước ngoài? Nửa điền tam lang nội tâm vô cùng nghẹn khuất mở miệng nói, rốt cuộc bọn họ mới là một đám. Người, ngay cả dương bội bội đều kinh ngạc đến cực điểm, dĩ vãng bọn họ loại này người nước ngoài. Ở đông doanh vẫn luôn bị kỳ thị. Các loại bị dân bản xứ làm khó dễ, đừng nói bị đức xuyên cửa bắc người như vậy giúp. Chính là người thường đều sẽ không giúp bọn hắn này đó người nước ngoài, nhưng là giờ phút này đại bản vương già cư nhiên tự mình tới giúp lạc trần nói thêm nữa một chữ nửa điền ra đêm nay liền hủy diệt đức xuyên cửa bắc vẻ mặt lửa giận mở miệng nói hắn như thế nào sẽ cùng kẻ hèn một cái nửa điền ra người giải thích vì cái gì những lời này vừa ra khỏi miệng nửa điền tam lang hoàn toàn ngốc rớt vì một cái người nước ngoài cư nhiên tới uy hiếp hắn hơn nữa là lấy hắn toàn bộ gia tộc chính là dương bội bội đều ngạc nhiên mở ra cái miệng nhỏ giật mình nhìn lạc trần. Lạc tiên sinh, thực xin lỗi, đây là chúng ta sơ sót. Đức xuyên cửa bắc chạy nhanh xin lỗi, cúi đầu lô, nhưng là này bút trường hắn nhớ kỹ. Hắn không phải hận lạc trần, mà là hận nửa điền tam lang, vốn dĩ đã không có gì sự tình. Kết quả lại tới một cái ngu xuẩn nhảy ra trêu chọc lạc vô cực, làm hại hắn giờ phút này lại phải. Đối lạc vô cực khom lưng uốn gối, nội tâm đã hận không thể đem lạc trần nghiền xương thành cho nhưng là còn phải liếm một khuôn mặt đối lạc trần xin lỗi, rốt cuộc lạc vô cực. Hiện tại bọn họ thật sự không thể trêu vào, mà Đức Xuyên cửa bắc thái độ này hoàn toàn làm nửa. Điền Tam Lang chấn kinh rồi, bọn họ vẫn luôn không thế nào đãi khách khí người trong nước. Thậm chí vẫn luôn khinh thường, nhưng là giờ phút này Đức Xuyên cửa bắc. Vị này đại bản vương giả cư nhiên phải đối một cái người nước ngoài xin lỗi, dương bội bội càng là chấn động đến tột đỉnh nông nỗi, hai mắt chừng đến đại đại, ở đại bản. Bọn họ loại này người nước ngoài có bao nhiêu bị kỳ thị cùng làm khó dễ. Nàng vẫn luôn ở đại bản làm buôn bán, tự nhiên tự mình trải qua quá, đừng nói người nước ngoài. Chính là người địa phương, Đức Xuyên gia tộc người đều vĩnh viễn là cao cao tại thượng. Có từng gặp qua Đức Xuyên gia tộc người đối nhân đạo tạ tội, huống chi vẫn là một cái người nước ngoài mà đức xuyên cửa bắc phía sau rất nhiều người hàm răng đều mau cắn đến muốn vỡ vụn loại này bị người ta ở trong nhà khi dễ không chỉ có không có biện pháp phản kháng còn phải liếm một khuôn mặt đối nhân ra bị vả mặt đều còn phải mỉm cười thật sự quá mức nghẹn khuất kỳ thật không chỉ là ngàn diệp ra lúc này đây muốn trở thành một cái chê cười chính là toàn bộ đông danh đại gia tộc cùng cao thủ đều phải trở thành chê cười đường đường đông danh cao thủ, ở chính mình địa bàn thượng, nhân gia lạc vô cực tới. Nói đánh người liền đánh người, nói làm dập đầu bồi tội phải dập đầu bồi tội, cuối cùng còn phải. Lấy ra 1.500 trăm triệu giá trên trời tặng người ra đi, đây là kiểu gì nghẹn khuất chính là một. Ít quốc gia người lãnh đạo tới đông doanh cũng không có cái này đãi ngộ, các ngươi có ý kiến. Lạc Trần nhìn nhìn Đức Xuyên cửa bắc phía sau một đám người, không có, không có. Đức xuyên cửa bắc chạy nhanh mở miệng nói, mỉm cười. Đức xuyên cửa bắc quay đầu lại quát lớn nói. Tức khắc một các cao thủ ở vô hạn nghẹn khuất bên trong đối với lạc trần lộ ra mỉm cười, dương. Bội bội nhìn một màn này đã kinh ngạc cầm đều mau rớt, xác định nơi này vẫn là đông danh, xác. Định lạc trần là cái hoa hạ người, chính mình chẳng lẽ là đang nằm mơ, đi thôi. Lạc trần đối với dương bội bội mở miệng nói, dương bội bội mới hồi phục tinh thần lại, ngươi như thế nào làm được dương bội bội kinh ngạc hỏi nhưng là lạc trần cũng không có đi giải thích chỉ là ở đi ngang qua nửa điền tam lang thời điểm nhìn nửa điền tam lang liếc mắt một cái sau đó mỉa mai nói địa bàn của ngươi theo sau lạc trần liền ở một chúng đông doanh cao thủ cùng nửa điền tam lang ánh mắt bên trong Ngành ngang rời đi chờ lạc trần rời đi sau đức xuyên cửa bắc nắm tay mới niết ca băng vang mà nửa điền tam lang càng là oán hận nhìn lạc trần, nhưng thật ra giờ phút này Hoa Hạ bên này còn đang chờ đợi tin tức hừ. Hắn Lạc Vô Cực cư nhiên dám một mình ở bị thương dưới tình huống đi đông doanh ta. Xem hắn một chút phi cơ liền sẽ bị người vây công tính. Tính thời gian cũng không sai biệt lắm, không biết bên kia tình huống thế nào. Ta xem hắn Lạc Vô Cực cũng cũng chỉ có thể ở Hoa Hạ hoành một hoành, đi đông doanh. Sợ là lập tức liền sẽ cục đuôi làm người. Từng điều tin tức nhanh chóng ở hot search thượng bá bảng. Chương 646 Từ Phúc. Mỗi một cái tin tức cơ hồ đều là mặt trái, này hiển nhiên là có người thao tác, giờ phút này la. Phù sơn núi sâu vân hải bên trong, cứng cáp lão tùng hạ ngồi một đám lão giả. Trong đó lấy Kim lão cầm đầu, thậm chí Dương Phục Vân cũng tới, ai. Không thể tưởng được a, à, hiện tại thời đại thay đổi. Tự nhiên có người dám đối hộ long giả loại này đại công đức giả hậu đại xuống tay. Có người thở dài nói, ngữ khí bên trong tràn đầy khó chịu, bọn họ là truyền thống tu pháp giả. Truyền thừa xa xăm, tự nhiên coi trọng điểm này, dương phục vân nương hộ long giả hậu đại chuyện. Này đã thành công cùng danh sơn thượng tu pháp giả phàn thượng quan hệ, hơn nữa dương phục vân. Cố tình khoe khoang chính mình đáng thương, dẫn tới một đống lớn tu pháp giả đồng tình, hừ hắn lạc vô cực càn rỡ chỗ làm sao đến nỗi này, liền. Kim lão đều dám trước công chúng phiến bàn tay. Lại có người trực tiếp phẫn nộ quát, hắn là Nga mi trên núi Tu Pháp giả. Ngày hôm qua cũng ở Thảo Nguyên, Lạc Trần uy hiếp bọn họ thời điểm, hắn cũng ở bên trong. Giờ phút này tự nhiên hướng về kim lão đám người nói chuyện. Hừ, hắn lạc vô cực thật đúng là kiêu ngạo tới rồi cực hạn. Tiểu kim ở tu pháp giới đức cao vọng trọng không chỉ có chịu rất nhiều tu pháp giả hậu bối tôn trọng cũng thâm đến một ít tu pháp giới tiền bối yêu thích hắn lạc vô cực cư nhiên kiêu ngạo tới rồi loại tình trạng này liền kim lão đều dám đánh mở miệng nói chuyện chính là một vị dâu tóc màu bạc tựa như chỉ bạc lão giả lão giả làn da hồng nhuận trắng nõn giống như ôn ngọc hơn nữa khuôn mặt thoạt nhìn thế nhưng không giống lão giả mà là giống như một cái 17 đến 18 tuổi thanh niên, này rõ ràng là chân chính phản lão hoàn đồng. Đều không phải là như tần hoàng đảo kia chu càn khôn như vậy dựa nội lực mạnh mẽ xoay. Chuyển, đây là pháp lực tu vi tới rồi nhất định cảnh giới cùng chiều sâu mới có thể đủ đạt. Tới, hắn là hôm nay mới lại đây, là này la phù sơn tu pháp giả chủ sự giả. Hơn nữa tuổi đại dọa người, nghe nói còn từng có hạnh gặp qua thiên sư viên thiên cương, hiền. Nhiên, đây là tu pháp giới một vị chân chính tiền bối, giờ phút này hắn một mở miệng. Dương Phục Vân cùng Kim lão tức khắc nội tâm một trận âm thầm cao hứng, thương. Tùng tử tiền bối, kỳ thật lúc ấy Kim lão cũng từng có phân. Hắn, một người tuổi trẻ người há mồm nói, vừa mới này nhóm người không phân xanh đỏ đen trắng chỉ nói lạc vô cực như thế nào khi dễ dương. Phục Vân, nhục nhã Kim lão, lại đối này hai người làm sự tình im bặt không nhắc tới. Này thanh niên tuy rằng cũng là la phù sơn người. Nhưng là giờ phút này đều có chút nhẫn không được chỉ là lời này vừa mới rơi xuống đất bang. Một đạo kinh phong trực tiếp liền đánh vào này thanh niên trên mặt. Thanh niên tức khắc khóe miệng đổ máu. Hừ, mặc dù tiểu kim có chút quá mức lại như thế nào. Thương Tùng tử lạnh giọng nói, tôn. Sư trọng đạo tôn kính trưởng giả ngươi hiểu hay không? Thương Tùng tử đối với cái kia người trẻ tuổi quát lớn nói, tiểu kim ở hắn lạc vô cực loại này nhãi con trước mặt đó chính là tiền bối. Mặc dù là nói hắn vài câu lại làm sao vậy còn. Có tiểu dương mặc kệ phạm vào bao lớn sai lầm, hắn đều là công thần lúc sau. Hắn tổ tiên đều từng bảo hộ quá hoa hạ. Mặc dù có sai lại luân được đến hắn lạc vô cực bỏ ra tay, hắn lạc vô cực tính thứ gì, cũng. Xứng động hộ long giả một mạch lúc sau. Cũng dám đánh ta tu pháp giới người. Thương Tùng Tử trầm giọng nói, sợ tới mức vị kia thanh niên đại khí cũng không dám xuyễn tiểu. Dương, Tiểu Kim, các ngươi yên tâm, chuyện này ta thế các ngươi làm chủ thật. Là không biết trời cao đất rộng, ở hoa hạ, ai dám xưng đệ nhất nhân. Thương Tùng Tử bất mãn mở miệng nói, lão, phu bất quá là ở khủng bố du bí cảnh bên trong đãi kẻ hèn mấy trăm năm. Không nghĩ tới thời đại này, liền ra loại này kiêu ngạo người, thương tung tử khủng bố bí cảnh đó là đương thời game kinh dị chỉ là xưng hô bất đồng mà thôi này mấy trăm năm hắn vẫn luôn ở bí cảnh bên trong tìm kiếm tạo hóa hơn nữa ở hắn xem ra bọn họ tu pháp giới chỉ là bởi vì thiên địa đại biến linh khí loãng dần dần quy ẩn mà thôi tuy rằng thời đại bất đồng nhưng là chỉ cần bọn họ ra tới ai dám không thần phục ở bọn họ dưới chân vậy đa tạ thương tung tử tiền bối Kim lão cùng Dương Phục Vân ôm quyền đối với Thương Tùng tử nhất bái, sau đó liếc nhau. Đều từ từng người ánh mắt bên trong thấy được một tia vui sướng khi người gặp họa bởi vì thương. Tùng tử địa vị quá lớn, kia chính là Cùng Thiên sư Viên Thiên Cương một cái thời đại người. Viên Thiên Cương thời đại nào, Đường Triều có thể nghĩ. Này Thương Tùng tử tuổi rốt cuộc có bao nhiêu lớn, kỳ. Thật lúc này đây hắn Lạc Vô Cực cuồng vọng đến cực điểm, lẻ loi một mình đi đông doanh ta cảm thấy hắn khả năng rất khó đã trở lại. Có người mở miệng nói, đi đông doanh. Thương Tùng Tử kinh ngạc nói. Đúng vậy, hơn nữa vẫn là lấy trọng thương chi khu đi, ha. Hả, thật đúng là có can đảm, liền ta cũng không dám độc thân đi đông doanh. Hắn cư nhiên dám đi. Thương Tùng Tử cười lạnh một tiếng, tiền. Bối ngươi cũng biết, hắn ngày đó nói như thế nào sao, thiên địa to lớn ta lạc vô cực nơi nào không thể đi ta lạc vô cực có gì sợ chi a à? lại này lời nói thật đúng là dám nói chỉ có thể nói hiện tại tiểu bối đều như vậy vô chi sao thương tùng tử cười lạnh một tiếng kia phản đồ từ phúc không chừng còn sống đâu hắn cư nhiên còn dám thật đi thương tùng tử lắc đầu ánh mắt lộ ra châm chọc thế nhân đều biết năm đó tần thủy hoàng đại đế phái từ phúc mang theo ba nghìn đồng nam đồng nữ đi bồng lai cầu tiên đan mà từ phúc lại đi đông doanh, nhưng là chân tướng là. Năm đó Thủy Hoàng đế muốn phản kháng khủng bố bí cảnh, thoát ly khủng bố bí cảnh thao tác. Phái từ phúc đi bồng lai tìm hạt giống, căn bản là không phải như thế nhân đồn đãi như vậy là vì trường sinh bất lão đi cầu tiên đan, mà là vì một viên tuyệt thế thần loại, nhưng là từ phúc lại phản bội thủy hoàng đế. Dẫn tới vị này thiên cổ nhất đế cuối cùng vẫn là bại, nhưng là kia từ phúc nhiều năm như vậy nhưng vẫn luôn không có chứng thực đã chết. Cho nên mặc dù là thương tùng tử cũng không dám đi kia đông doanh, bởi vì từ phúc chính là tần. Chiều thời kỳ cường đại nhất vài vị tu pháp giả chi nhất, có thể nói, đông doanh thủy. Thật là quá sâu, kia lạc vô cực một cái tiểu tệ tử đi. Còn không phải đi tặng người đầu, thương tùng tử nói vừa rơi xuống đất. Liền có người tới báo tin, mới nhất tin tức kia lạc vô cực mới vừa một chút phi cơ đã bị đông danh cao thủ vây quanh ha 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 thật là mất mặt lúc này đây sợ là muốn đem chúng ta hoa hạ thể diện đều mất hết dương phục vân cười lạnh nói trên mạng giờ phút này cũng đều đang đợi mới nhất tin tức cái kia báo tin người ta nói nói trên mạng những cái đó mặt trái tin tức tự nhiên cũng là bọn họ tản đi ra ngoài giờ phút này đã khiến cho mắng chiến nhà ta lão công đi đông danh lại như thế nào ta lão công liền lang vương đều không sợ còn sợ đông doanh những người đó nhưng là thực mau vừa mới báo tin người kia tin tức đã bị phóng tới trên mạng lạc vô cực vừa rơi xuống đất đông doanh đã bị rất nhiều cao thủ vây quanh hơn nữa thực mau mới nhất tin tức lại tới nữa đức xuyên ra người đi tức khác trên mạng nhấc lên nhiệt nghị ai hắn lạc vô cực vẫn là quá tuổi trẻ quá kiêu ngạo quá càn rỡ có người phát thiếp nói đúng Vậy, ngươi ở hoa hạ hoành, đó là có chút cao nhân không muốn cùng ngươi lạc vô cực so đo. Cũng không có người sẽ đến bao vây tiểu trừ ngươi. Nhưng là ngươi đi đông doanh, nhân ra còn sẽ ngốc đến cùng ngươi một mình đấu. mươi 647 yêu ngôn hoặc chúng. Các loại tin tức không ngừng truyền ra. Ở trên mạng khiến cho nhiệt nghị, đặc biệt là lạc trần bị đông doanh các đại cao thủ vây quanh. Tin tức này càng là làm rất nhiều vẫn luôn duy trì lạc trần người tâm đều mau nhảy đến cổ họng đông danh đó là địa phương nào trước không nói các lộ cao thủ chính là không có sợ cũng có sẽ có người muốn cực lực đem lạc trần vĩnh viễn lưu tại nơi đó ta xem hắn lạc vô cực hôm nay nhất định là giữ nhiều lành ít có người phát ra loại này ngôn luận nhanh chóng thành hot rất đệ nhất lạc vô cực có thể ở đông danh sống vài giây bọn họ thật quá đáng tử uyển ngồi ở trước máy tính hung hăng một tạp bàn phím nhưng là nàng nội tâm đều ở bồn chồn tìm không thấy phản bác lời nói nếu không như thế nào sẽ làm những người này như thế ở trên mạng nghị luận lạc trần cũng có người phản bác nhưng là phản bác lời nói lại rất tái nhợt vô lực giờ phút này không chỉ có là quốc nội dân chúng bình thường chính là tu pháp giới một ít người cũng ở nhìn chăm chăm chuyện này thời gian trôi qua từng phút từng giây mọi người đều đang chờ đợi mới nhất tin tức nhưng là thẳng đến một giờ đi qua cũng không có gì tin tức truyền quay lại quốc nội, lạc vô cực chẳng lẽ đã ngã xuống, thật. Ngã xuống ở Nhật Bản không thành, các loại suy đoán không ngừng ở trên mạng nhảy ra, hừ. Đi đông doanh, mặc dù từ phúc không ra tay. Chỉ là kia mấy đại gia tộc liền cũng đủ thu thập hắn lạc vô cực. Thương Tùng tử cười lạnh một tiếng, hắn. Lạc vô cực giờ phút này sợ là đã bị người tiêu diệt, đáng tiếc. Lão Phu còn không có ra tay đâu, mới. Nhất tin tức, Lạc Vô Cực ở Đông doanh sân bay ẩu đả ngàn diệp gia người. Làm trò Đông doanh đông đảo cao thủ mặt tát tai ngàn diệp gia lão tổ. Có người trước tiên đem tin tức này đưa tới Thương Tùng tử đám người trước mặt có. Phải hay không nghĩ sai rồi, xác định không phải Lạc Vô Cực bị người đánh cái tát. Dương Phục vân nhíu mày nói, mà trên mạng tin tức này cũng xuất hiện. Chỉ là tin tức này trước tiên đã bị nghi ngờ, rốt cuộc này không quá hiện thực kích tướng lạc trần đi đông danh chính là ngàn diệp gia người. Ngàn diệp gia sẽ làm hắn lạc vô cực ẩu đả, còn phiến nhân gia lão tổ cái tát. Này không phải vô nghĩa sao, nhân gia đông doanh như vậy nhiều cao thủ ở nơi đó. Sẽ chờ mắt nhìn hắn lạc vô cực đánh người mặc kệ thiếu. Hướng hắn lạc vô cực trên mặt thiếp vàng. Nói tin tức này chính mình ngẫm lại chuyện này có thể hay không có thể còn. Có thể càng xả một chút sao có người chào phúng nói, nhưng là này thiệp mới vừa phát ra đi. Tiếp theo điều tin tức lại tới nữa, ngàn diệp chấn hùng cùng ngàn diệp ra lão tổ tự mình cấp. Lạc trần quỳ xuống, dập đầu bồi tội. Hừ, loại này lời nói có thể tin. Thương Tùng Tử nghe được lời này cười lạnh một tiếng, các. Người tin sao? Thương Tùng Tử lại nhìn về phía bốn phía mười mấy danh sơn thượng tu pháp giả. Bao gồm Kim Lão cùng Dương Phục Vân ở bên trong toàn bộ đều bị thương tùng tử những lời này chọc cười, hắn. Lạc vô cực có thể ở đông doanh địa bàn thượng làm nhân ra ngàn diệp ra đối hắn dập đầu bồi tội, còn ngàn diệp lão tổ. Kim lão cười lạnh một tiếng, hắn kiến thức rộng rãi. Đối đông doanh gia vị kia ngàn diệp lão tổ cũng có điều nghe thấy. Kia lão tổ tính tình cương liệt tính cách hỏa bạo là có tiếng, sao lại ủy khuất cầu toàn đối người quỳ xuống, càng miễn bàn kia chính là ở địa bàn của người ta thượng, hừ. Cư nhiên còn có ngu ngốc nói lại này tin tức, trên mạng cũng có người chào phúng ta, xem là hắn lạc vô cực đối nhân ra ngàn diệp ra nhận lỗi. Dập đầu bồi tội còn kém không nhiều lắm, cái này thiệp vừa ra, quốc nội đại đa số người đều mày nhăn lại bởi vì sự tình vô cùng có khả năng. Sẽ là kết quả này, hừ, hắn lạc vô cực nếu là thật sự đối nhân ra quỳ xuống, dập đầu bồi tội kia mất mặt đã có thể vứt quá lớn, rốt. Cuộc lạc trần hiện tại là hoa hạ đỉnh. Hoa hạ đệ nhất nhân, hà có thể dễ dàng đối người khác quỳ xuống, dập đầu bồi tội, nếu là như thế, ta đây thật sự quá xem trọng hắn lạc vô cực. Nếu hắn thật sự vì giữ được chính mình tánh mạng, làm ra như thế mất mặt sự tình. Ta đây không bao giờ lấy hắn lạc vô cực vì tấm gương, giờ. Phút này ngay cả duy trì lạc trần một bộ phận người cũng đứng ra nói càng miễn bàn một ít nguyên bản liền chờ xem lạc trần chê cười người, chỉ là tin tức này còn ở. Bị nhiệt nghị, ngay sau đó, một cái càng thêm chấn động tin tức lại lần nữa truyền ra, đông. Danh Đức xuyên gia lấy 1.500 trăm triệu đô la thỉnh lạc vô cực rời đi đông danh, đánh. Dám, sao có thể? Kim lão trực tiếp khai thô khẩu mắng, đừng. Nói đông danh đệ nhất đại gia tộc Đức xuyên gia Chính là cái kia ngàn diệp ra cũng không có khả năng làm như vậy, nhân. Gia đức xuyên gia là cái gì gia tộc trong nhà chính là có bán thần tồn tại. Sẽ sợ hắn lạc vô cực, sẽ cho hắn 1.500 trăm triệu, sau đó thỉnh hắn rời đi đông doanh. Kim lão cười lạnh nói, buồn cười, quả thực là buồn cười đến cực điểm, đem. Lão phu chứng thực tài khoản đăng nhập một chút. Lão phu phải hảo hảo cấp tin tức này giải rác giả một chút nhan sắc nhìn xem. Kim lão tự mình hạ tràng, mà trên mạng càng là nổ tung nối vô số điều nghi ngờ thanh cùng chửi rùa tại đây điều thiệp phía dưới. Này thiệp thực mau đã bị đỉnh tới rồi đệ nhất vị trí, kim lão nhanh chóng dùng chính mình tai. Khoản ở dưới hồi phục một câu, trò cười lớn nhất thiên hạ. Hắn lạc vô cực có thể làm đức xuyên ra cho hắn một ngàn năm bạch trăm triệu đô la. Thỉnh hắn lạc vô cực rời đi đông doanh, quả thực chính là yêu ngôn hoặc chúng. Kim lão hồi phục nói, này tin tức thực mau đã bị bao phủ. Nhưng là Kim lão dù sao cũng là danh nhân, mấy cái điện thoại qua đi. Kim lão cái này hồi phục bị thủy quân nhanh chóng đỉnh tới rồi cố định trên top vị trí, lúc này. Nhưng đến không được, Kim lão một thò đầu ra, phía dưới hỗ trợ đỉnh người càng ngày càng nhiều. Thậm chí đều không cần thủy quân, nhưng là thực mau, phát thiếp người kia tựa hồ cũng thấy được. Vì thế hồi phục Kim lão, nếu tin tức thật sự làm sao bây giờ? Nếu hắn lạc vô cực có thể làm đông doanh gia tộc cho hắn 1.500 trăm triệu rời đi đông doanh. Ta kim ngôn đức đem đầu cắt bỏ đương cầu đá. Kim lão hồi phục thực khí phách cái này hồi phục cũng thực mau đã bị đỉnh tới rồi cao nhất vị. Chí, hơn nữa bởi vì kim lão chứng thực nhưng đến không được. Chứng thực thượng chính là hoa hạ đạo gia đại biểu chi nhất. Kim ngôn đức cái này thân phận quá nhạy cảm tự nhiên cũng khiến cho nhiệt nghị hừ nhân gia đạo gia đại biểu nhân vật chi nhất đều đã nói như vậy. Tin tức này còn có thể là thật sự không thành, cũng. Không biết lâu chủ nơi nào tới dũng khí, cư nhiên dám phát loại này thiệp hơn. Nữa thực mau, cái này Dương Phục Vân cũng đi lên tỏ vẻ duy trì kim lão ngôn luận, tiếp theo. Chuyện này nháo đến lớn hơn nữa, bởi vì La Phù Sơn phía chính phủ ở kim lão cái này hồi phục. Phía dưới tỏ thái độ duy trì kim lão, tiếp theo là núi Võ Đăng, Nga Mi Sơn núi Thanh Thành, vài cái danh sơn sôi nổi công khai tỏ thái độ tham dự tiến vào. Hơn nữa còn duy trì kim lão, lúc này náo nhiệt liền lớn hơn nữa. Bực này vì thế tu pháp giới đã tham dự vào được, rốt cuộc vài vị danh sơn đã đứng ra tỏ thái độ. Đã thuyết minh lập trường, cuối cùng kim lão dứt khoát thừa dịp nhiệt độ. Trực tiếp mặt khác khai một cái thiệp. Đừng nói cho hắn lạc vô cực một ngàn năm bạch trăm triệu, chính là cho hắn một khối tiền. Thỉnh hắn lạc vô cực rời đi đông doanh, ta đều dám đem đầu cắt bỏ đương cầu đá. Chương 648 một lời đã ra. Này thiệp trực tiếp thành hot sớt xếp hạng đệ nhất, phía trước còn có rất nhiều người đối kim. Lão không quá hiểu biết, nhưng là theo sau rất nhiều người đi chú ý Kim lão. Mới phát hiện Kim lão nguyên lai rất có địa vị, này tuyệt đối là tu pháp giới một vị nhân vật. Một vị tiền bối, càng là bị chứng thực đạo ra đại biểu nhân vật chi nhất địa vị thập phần đại, kim lão phen nháy mắt mấy vạn mấy vạn dâng lên. Theo sau trực tiếp tăng tới một ngàn vạn, bởi vì kim lão như vậy tiền bối đều dám nói như vậy. Như vậy lạc vô cực sợ là thật sự giữ nhiều lành ít, rốt của kim lão cái này thiệp cũng không? Phải là giống như ở nơi công cộng như vậy nói vài câu. Chỉ có người nghe được mà thôi, mà là ở trên mạng nói. Tương đương là cả nước nhân dân trước mặt nói lời này, lời này mặc dù là vui đùa, kia cũng đến thật sự, hơn nữa thực mau, vô số hồi phục chen chúc mà đến kim. tiền bối, người là nói dỡn đi kim lão, người là vui đùa lời nói đi kim. lão, người chính là đại biểu cho đạo gia chi nhất. trò đùa này cũng không thể tùy tiện loạn khai a à, kim lão hồi phục lão. phu sao lại nói vui đùa lời nói, hắn lạc vô cực này vừa đi, nhất định có đi mà không có về, lão phu nói hắn lạc vô cực thật sự có thể làm đông doanh cho hắn tiền, thỉnh hắn rời đi. Kia lão phu cắt lấy đầu thì đã sao, hơn. Nữa thực mau, cái này thiệp đã bị các đại danh sơn phía chính phủ chứng thực chuyển phát đây. Chính là tương đương các đại danh sơn tỏ thái độ, tán đồng. Thậm chí là duy trì kim lão cái kia thiệp, hừ. Kim lão loại này tu pháp giới tiền bối danh túc sao lại tùy tiện loạn nói giỡn một cái dùng tên giả gọi là bờ sông Tần Hoài yêu nghiệt võng hữu lên tiếng nói. Chính là kim lão loại người này sao lại tùy ý nói giỡn, hơn. Nữa các đại danh sơn nếu đã chuyển phát như vậy chẳng khác nào là chứng kiến, vị. Kia bờ sông Tần Hoài yêu nghiệt nói rất đúng. Kim lão là tu pháp giới đại biểu nhân vật chi nhất, như thế nào sẽ nói bậy. Này vừa lúc thuyết minh cho hắn lạc vô cực 1.500 trăm triệu loại này chuyện ma quỷ căn bản không? Thể tin ai, xem ra lúc này đây lạc vô cực thật sự giữ nhiều lành ít. Có người lên tiếng cảm thán nói, đúng. Vậy, lúc này đây liền tu pháp giới danh sơn đều liên lụy tiến vào. Duy trì kim lão những lời này, như vậy đã thuyết minh hết thảy kim. Lão kỳ thật sở dĩ dám nói như vậy, cũng đều không phải là hồ ngôn loạn ngữ hoặc là giận dỗi. Đông danh bên kia tình huống, người thường có lẽ không biết nhưng là bọn họ tu pháp giới người khẳng định là biết đến đặc biệt là đức xuyên gia thật đúng là không phải giống nhau gia tộc gia tộc bên trong thực lực cường hãn hạng người không ít càng quan trọng là nhân gia trong nhà có vị bán thần cũng không phải là khoác lác đó là thực sự có năm đó vị kia bán thần ra tay không biết hố chết nhiều ít cao thủ táng thân ở biển rộng bên trong muốn đức xuyên gia cấp lạc vô cực 1.500 trăm triệu thỉnh lạc vô cực rời đi, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Nếu không tuyệt không khả năng, bởi vì tuy rằng lạc trần có thể đánh bạo lang vương. Nhưng ở vị kia bán thần trước mặt, hắn lạc vô cực tính thứ gì mà phía trước cái kia phát thiếp nói đức xuyên gia tộc cấp lạc trần. 1.500 trăm triệu thỉnh lạc trần rời đi thiệp. Còn lại là thống nhất trào phúng, nhưng là rất kỳ quái, người kia cũng không có lại lên tiếng phảng phất là cam chịu chính mình nói dối mà lúc này lạc trần đang ở một bên tiếp theo điện thoại một bên chạy tới đại bản phụ cận một gian đầu đường tiệm ăn vặt nhà này đầu đường tiệm ăn vặt ở đại bản một cái u tĩnh trên đường phố con đường bên còn có một cái đường dây mà dương bội bội còn lại là đã sớm đứng ở nhà này tiệm ăn vặt cửa chờ lạc trần nàng là chủ động ước lạc trần ra tới ăn cơm lạc trần còn lại là ở cùng trương đại sư trò chuyện kia 1.500 trăm triệu đến trướng, lớn như vậy một bút tư kim đến trướng. Trương Đại Sư tự nhiên liền trước tiên cấp Lạc Trần đánh tới điện thoại, Lạc Trần nhưng thật ra, không có kinh ngạc, hắn hiện tại chính mình đều cảm thấy chính mình là cái phiền toái, rốt cuộc. Khẳng định qua không bao lâu, thủy tinh bộ xương khô ở trong tay hắn sự tình tuyệt đối rốt cuộc. Giấu không được, đến lúc đó một trăm nhiều hào quốc tế cự đầu nếu tới bao vây tiểu trừ hắn kia chuyện này thật đúng là có điểm phiền toái nếu ở Đông danh khai chiến mặc dù Đông danh cao thủ ra hết Đức Xuyên ra vị kia bán thần ra tay sợ là cũng đến bị đánh bạo rốt cuộc kia tương đương toàn thế giới cao thủ đều tới ai có thể chống đỡ được cổ lực lượng này cho nên Đức Xuyên ra hành động nhanh như vậy cũng liền không nan giải thích cắt đứt điện thoại lạc Trần cùng Dương Bội Bội chào hỏi sau đó ở Dương Bội Bội dẫn dắt dưới Lạc Trần đi theo đi vào nhà này tiểu điếm, nhà này tiểu điếm đừng nhìn chỉ là một nhà tiệm ăn, vặt nhưng là tiêu phí thật là có điểm cao cấp nhân ra cá ngừ đại dương thứ sinh, kia đều là dùng một trăm nhiều cây di trở lên cá ngừ đại dương, lựa chọn sử dụng tốt nhất bộ phận tới làm, cho nên cái này tiểu điếm nhìn như không chớp mắt, nhưng là một bữa cơm xuống dưới, không có vài vạn nhân dân tệ thật đúng là không dám tới. Này cũng dẫn tới cái này địa phương mặc dù là ăn cơm cao phong kỳ. Nhưng là người cũng không phải đặc biệt nhiều mà đến đến bàn ăn trước. Giờ phút này cư nhiên còn ngồi một cái nam tử, cái này nam tử làn da có chút hát. Nhìn dáng vẻ không giống như là hoa hạ người. Nhưng là trên cổ treo một cái điền hoàng ngọc làm Phật Châu, phải biết rằng, loại này ngọc. Mặc dù là nhất giống nhau cũng muốn năm vạn nhiều nhân dân tệ một khác. Này lấy tới làm một chuỗi Phật Châu thật đúng là yêu cầu một cái giá trên trời mặc dù là lạc trần cũng nhịn không được lưu ý một chút bất quá thời điểm lạc trần liền thu hồi ánh mắt không có quá mức để ý giới thiệu một chút đây là dương quân là ta đệ đệ dương bội bội nhiệt tình giới thiệu nói dương bội bội đảo không phải cố tình mang nàng đệ đệ tới tới nàng này đệ đệ cũng đều không phải là nàng thân đệ đệ mà là nàng ba rất nhiều năm trước ở tiên la làm buôn bán nhặt được một cái lạc đường nhi đồng nhưng là nàng ba cũng không nghĩ tới, này Dương Quân cư nhiên rất có địa vị. Là Tiên La ngói tháp gia tộc người, mà ngói tháp gia tộc ở Tiên La chính là đệ nhất danh môn. Vọng tộc ở Tiên La, mặc dù là hoàng thất cũng phải nhìn gia tộc bọn họ sắc mặt hành sự trừ bỏ. Tiên La Bỉ Khâu Vương kia một mạch, thật đúng là xem như một tay che trời, Dương Quân còn lại là Dương mắt nhìn một chút Lạc Trần. Sau đó tiếp đón cũng không có đánh ngồi ở chỗ kia móc ra một cây yên bắt đầu trừ lên, hắn trước kia đi theo hắn tỉ tỉ dương bội bội nơi nơi chạy. Sinh ý, gặp người liền được đến chỗ gương mặt tươi cười đón chào, nhưng là một năm trước. Hắn nhận tổ quy tông, là ngói tháp gia tộc người, so với hoàng thất còn muốn tôn quý. Trong mắt hắn, người bình thường hắn giờ phút này cũng không cần đặt ở trong mắt tuy rằng hắn. Tỷ tỷ lần nữa, dặn dò, nhìn thấy lạc trần sau muốn khách khí lễ phép một chút nhưng là hắn cảm thấy hoàn toàn không cần, rốt cuộc hắn là tiên la ngói tháp gia tộc người. Cần gì đối người lễ phép khách khí, này nếu là ở tiên la. Nói không chừng đối phương còn phải đối chính mình hành lễ quỳ xuống đâu, tiểu quân. Dương bội bội thấy dương quân này phúc lạnh nhạt tư thái. Tự nhiên có chút không rất cao hứng, là tiên sinh, ngượng ngùng, tiểu quân hôm nay có thể là mệt mỏi, mà. Dương quân còn lại là như cũ kia phó lạnh nhạt tư thái. Dương bội bội vẫn luôn đem hắn đương thân đệ đệ xem. Nhưng là hắn nhưng không có đem dương bội bội đương tỷ tỷ xem, đặc biệt là đương dương bội bội. Nói cho hắn, hôm nay ước tới người này. Là dương bội bội lần đầu tiên nhìn thấy liền tâm động người thời điểm. Dương quân càng là không cao hứng, ở hắn xem ra, dương bội bội sớm hay muộn là hắn nữ nhân. Há dung người khác nhúng chám. cho nên dương bội bội càng là đối lạc trần khách khí. Dương Quân liền càng là xem Lạc Trần không vừa mắt. Chương 649 nhân yêu. Dương bội bội đích xác đối Lạc Trần có vài phần tâm động. Bằng không hôm nay cũng sẽ không ước Lạc Trần ra tới ăn cơm, xấu hổ thế Dương Quân giải thích. Vài câu, Dương bội bội tắc nhiệt tình cùng Lạc Trần hàn huyên lên, Dương Quân còn lại là vẫn. Luôn lạnh một khuôn mặt càng ngày càng khó chịu, Lạc. Tiên sinh, chúng ta ngày mai muốn đi tiên la, người muốn hay không cùng ta đi chơi một chuyến dương bội bội đối lạc trần mở miệng mời nói bởi vì sân bay thời điểm nàng nghĩ lầm lạc trần chính là tới du lịch nếu là du lịch như vậy nhân tiện đi một chuyến tiên la cũng không tồi nha tuy rằng bên kia nhân yêu nhiều nhưng là lại không ảnh hưởng đó là một cái du lịch thắng địa tiên la lạc trần trầm ngâm một chút bởi vì nói thật hắn đang ở suy xét đi nơi nào đâu rốt cuộc về nước là không có khả năng về nước ít nhất thủy tinh bộ xương khô sự tình không có giải quyết phía trước hắn khẳng định là không thể trở về bằng không đến lúc đó một trăm nhiều hào quốc tế cự đầu tề tụ hoa hạ kia còn phải cho nên lạc trần nguyên bản tính toán đi địa phương khác đi giao nhưng là dương bội bội như vậy nhắc tới lạc trần nhưng thật ra nghiêm túc suy xét đi lên nghe thế câu nói dương quân ngược lại bỗng nhiên trước mắt sáng ngời là tiên sinh nếu không cùng chúng ta cùng đi tiên la ta mang ngươi đi tiên la mở rộng tầm mắt dương quân bỗng nhiên trở nên nhiệt tình đi lên đi tiên la kia nhưng chính là hắn địa bàn lấy ngói tháp ra tộc lực ảnh hưởng tùy tiện như thế nào một chút đều có thể đủ làm lạc trần đẹp mà lạc trần nhìn dương quân trên cổ kia một chuỗi phật châu sau đó gật đầu đáp ứng rồi vừa mới lạc trần sở dĩ lưu ý dương quân trên cổ kia xuyến phật châu đảo không phải bởi vì kia xuyến phật châu là điền hoàng ngọc làm mà là ở kia phật châu bên trong có dấu một viên dị quả lạc trần đã từng nghe nam thiền thượng nhân nói qua dị quả nhiều nhất địa phương sợ là liền thuộc tiên la hắn vẫn luôn muốn nghiên cứu này dị năng chỉ là hắn vẫn luôn tạp ở một bậc dị nhân giai đoạn cho nên cũng không có gì nhưng nghiên cứu nếu như đi tiên la nói không chừng thật đúng là có thể có cái gì kỳ ngộ có thể tăng lên đi lên đâu vừa vặn hắn trong khoảng thời gian này vì áp chế trong cơ thể hai cổ lực lượng không có phương tiện vận dụng tu vi hảo a à. lạc trần cười cười gật đầu đáp ứng mà dương quân còn lại là cũng đi theo cười cười chỉ là kia một nụ cười mang theo thực hiện được hừ đi tiên la lấy hắn ngói tháp ra thế lực dương bội bội cái này người trong lòng còn không phải tùy ý hắn tùy ý đắn đo chúng ta đây ngày mai sân bay thấy đi Dương quân cười nói, này bữa cơm thực mau kết thúc mà ngày hôm sau buổi sáng. Lạc Trần liền sáng sớm đi sân bay, nghe được Lạc Trần đi sân bay, sở hữu đông danh cao thủ. Bao gồm Đức Xuyên ra người, đặc biệt là Đức Xuyên cửa bắc, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ thật đúng là sợ Lạc Trần ăn vạ nơi này không đi rồi, kia toàn bộ đông danh sợ là đều. Phải bị Lạc Trần hố thảm, biết hắn đi nơi nào sao? Đức Xuyên cửa bắc mở miệng hỏi, hình như là đi tiên la đi có người trả lời nói tiên la ha 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 bỉ khâu vương sợ là muốn xui xẻo ai chỉ là chúng ta đức xuyên ra cùng bỉ khâu vương cũng coi như là có chút giao tình chuyện này thật đúng là khó làm a à. đức xuyên cửa bắc thở dài nói lại nói tiếp bỉ khâu vương đối bọn họ đức xuyên ra chính là có đại ân huệ kia muốn hay không chúng ta hiện tại thông chi bỉ khâu vương bên kia tám cách ngươi là đầu heo sao Đức Xuyên cửa bắc trực tiếp liền mở miệng mắng chửi người, nếu là thông chi bỉ khâu vương, bỉ khâu vương ngăn trở một chút kia lạc vô cực không đi tiên la. Liền lưu tại chúng ta đông doanh làm sao bây giờ? Đức Xuyên cửa bắc quát lớn nói, chờ. Một trăm nhiều hào quốc tế cự đầu tề tụ đông doanh, đem sao nhóm đông doanh hủy đi sao, ngươi. Như vậy, chờ lạc vô cực bên kia rơi xuống đất đến sư. Người lại trước tiên thông chi bỉ khâu vương, như vậy đã có thể bảo đảm chúng ta đông danh an toàn lại có thể còn hắn bị khâu vương một ân tính đức xuyên cửa bắc cười lạnh nói mà lạc trần tự nhiên là không biết này đó thậm chí quốc nội tình huống hắn cũng không có đi quản giờ phút này đi vào sân bay dương bội bội cùng dương quân sớm đã chờ ở chỗ này chào hỏi mấy người vừa muốn đi đổi đăng ký bài kết quả liền có mấy cái bác gái đem dương bội bội cùng lạc trần đám người ngăn cản cô Nương, các ngươi có phải hay không cũng đi Tiên La?" Mấy cái bác gái hỏi, dương bội bội nhưng thật ra không có dấu giếm. Trực tiếp gật đầu nói là kia cô nương. "Các ngươi nếu không cùng chúng ta đoàn cùng đi thế nào?" Trong đó một cái bác gái nói, "Cùng đoàn." Lạc Trần nhíu mày nói, "Đi Tiên La du lịch đoàn thanh danh nhưng không tốt lắm, rốt cuộc chỉ là bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới những cái đó sự tình đã liền đủ nhiều." mà hơi chút có điểm đầu óc người đều biết này chỉ là cho hấp thụ ánh sáng ra tới những cái đó không có bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới đâu đi tiên la du lịch đoàn đích xác có rất nhiều cưỡng chế làm ngươi tiêu phí tỉ như một hai phải tiến thương trường mua đồ vật một hai phải mua vật kỷ niệm một hai phải mua ngọc từ từ đương nhiên kia nhưng đều là giá trên trời không mua kia thực xin lỗi không chỉ có không cho ngươi đi người nhân sinh an toàn khả năng đều sẽ phát sinh ngoài ý muốn, dù sao cũng là nước ngoài. Trời xa đất lạ, có đôi khi chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền đi mua. Vị này xoái ca, còn có cô nương, là có chuyện như vậy. Sao nhóm cái này đoàn có hai người lâm thời tới không được, cho nên còn kém hai người. Nhưng là này hướng dẫn du lịch ý tứ là đâu, nếu là người không đủ. Sao nhóm liền không đi rồi, cho nên ngươi xem. Bác gái nhìn về phía dương bội bội. Nghĩ lầm Dương bội bội là làm chủ, nhưng là Dương bội bội còn lại là nhìn về phía Lạc Trần. Rốt cuộc loại này thời điểm, thông minh nữ nhân đều biết cấp nam nhân lưu một chút mặt. Mũi, chúng ta vẫn là chính mình đi thôi. Lạc Trần nhìn nhìn bên kia cái kia hướng dẫn du lịch, cự tuyệt các bác gái mời, ai? Xoái ca, người liền giúp giúp vội bái, các người báo du lịch đoàn tiền. Chúng ta đoàn người cho ngươi ra, như thế nào ngươi không phải là sợ đến lúc đó nhân ra làm ngươi cưỡng chế tiêu phí đi dương quân hơi mang khai xong cười giống nhau chào phúng một câu hắn nhưng thật ra nguyện ý cùng một đám các bác gái cùng đi nếu không này dọc theo đường đi sợ là chỉ có thể xem dương bội bội mọi cách lấy lòng lạc trần mà hắn chỉ có thể làm nhìn tiểu tử này ngươi không cần lo lắng tiểu trương tiểu trương ngươi lại đây một chút một đám bác gái hướng trong đám người hô tức khắc một cái hai mét rất cao người vạm vỡ trực. Tiếp đi ra, sao nhóm có bảo tiêu, không cần sợ. Tiểu chương chính là thái quyền 85kg thêm thượng một lần kim đai lưng đoạt huy chương. Này đàn bác gái hiển nhiên là có chuẩn bị, một bên nói. Một bên còn nước miếng bay tứ tung khoa tay múa chân, mà kia tiểu trương đích xác cao to. Cả người cơ bắp dị thường phát đạt vừa thấy chính là thường xuyên ngâm mình ở phòng tập thể thao người, xoái. Ca, ngươi sẽ không thật đúng là lo lắng đi sẽ có người hố sao nhóm đi. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Một cái trang điểm thập phần yêu diễm nữ tử đã đi tới, sau đó nàng kia thân mật kéo cái kia kêu. Tiểu trương tráng hán cánh tay mở miệng nói, chúng, ta có ta bạn trai bảo hộ, ngươi sợ cái gì, cái. Này làm cho lạc trần mày nhăn lại đặc biệt là nhìn đến cái kia trang điểm thập phần yêu diễm nữ tử dựa vào tiểu trương trên người thời điểm ngươi sẽ không lá gan thật như vậy tiểu đi dương quân cười lạnh nói yên tâm đi lạc tiên sinh ta ở bên kia cũng có chút nhân mạch dương quân gân cổ lên mở miệng nói đúng rồi lạc tiên sinh quên theo như ngươi nói ta này đệ đệ kỳ thật là tiên la người ở tiên la bên kia cũng có chút nhân mạch cùng quan hệ cho nên sẽ không có loại chuyện này phát sinh dương bội bội thấy lạc trần tự hồ có chút nhíu mày cho nên mở miệng giải thích nói mà dương quân còn lại là vẻ mặt ngạo nghễ nhìn lạc trần kia hành đi lạc trần sở dĩ vừa mới có chút nhíu mày đảo không phải chính hắn sợ bị người làm hắn cường mua thật muốn có người dám làm hắn lạc vô cực cường mua tới thử xem hắn chỉ là thế dương bội bội có chút lo lắng nhưng là nghe được dương bội bội nếu nói như vậy, Lạc Trần cũng liền không có lại kiên trì. Một đám người thượng phi cơ, mà hoa hạ bên này lại giống như đâm thùng thiên. mươi 650 nên thực hiện hứa hẹn. Phía trước phát thiếp nói Đức Xuyên gia tộc lấy 1.500 triệu đại giới thỉnh cầu Lạc Trần rời. Đi người vẫn luôn đều thực trầm mặc hơn nữa Kim Lão như vậy lời thề son sắt mở miệng nói. Dẫn tới hiện tại quốc nội tất cả mọi người ở chặt chẽ chú ý chuyện này hơn nữa đều là suy đoán lạc trần sợ là giữ nhiều lành ít, rốt cuộc một đêm đã qua đi. Nhưng là lại không có bất luận cái gì tin tức. Một khi thật sự nếu là hoa hạ đệ nhất nhân ngã xuống ở Đông Doanh. Như vậy này tuyệt đối là một kiện khiếp sợ quốc nội đại sự tối hôm qua một đêm. Rất nhiều người đều ở nhón chân mong chờ chờ đợi tin tức. Tự hồ mỗi một lần lạc vô cực xuất ngoại lúc sau. Đều sẽ ở quốc nội nhấc lên ngập trời gợn sóng giống như là phía trước thanh mang nhưng là lúc này đây có điều bất đồng rốt cuộc lạc trần nguy hiểm đến từ chính nước ngoài hơn nữa vẫn là đông doanh tựa hồ lạc trần ngã xuống ở đông doanh đã thành định cư cho nên sáng sớm liền có người móc di động ra lại lần nữa chú ý lên đang chờ đợi mới nhất tin tức thời gian trôi qua lâu như vậy một chút tin tức đều không có ta xem tám phần lạc vô cực đã bị đông doanh vây công đã chết có người phát thiếp làm ra suy đoán. Thực mau liền có mấy chục vạn người điểm tán tỏ vẻ duy trì, đặc biệt là Kim Lão cùng Dương Phục. Vân đám người cũng chờ đợi một đêm. Mà Kim Lão cái kia thiệp vẫn luôn còn treo ở đứng đầu bảng, hừ. Làm hắn cuồng, hắn cho rằng Đông Doanh là lang Vương. Sẽ cùng hắn một mình đấu. Sợ là giờ phút này thi thể đều lạnh lẽo. Kim Lão cười lạnh nói, Kim. Lão nói rất đúng, lạc vô cực tuyệt đối đã ngã xuống nếu không đông doanh bên kia như thế nào sẽ một chút động tĩnh đều không có. Dương Phục Vân cũng mở miệng nói, mấy người bọn họ như cũ ở La Phù Sơn thượng tụ ở bên. Nhau, đáng tiếc, không thể thân thủ chu sát người này, thật là làm người tiếc nuối. Một vị đến từ Nga Mi trên núi Tu Pháp giả lạnh lùng mở miệng nói, hắn ngày đó ở Thảo Nguyên. Giống nhau bị lạc vô cực uy hiếp, đấy. Sắc đáng tiếc, nếu không lão phu tự mình ra tay thế các ngươi giết hắn, Thương Tùng Tử ngạo nghễ mở miệng nói, chỉ là lúc này đây làm khó Kim Lão. Mấy người mở miệng nói, tự nhiên là vì Kim Lão phát thiếp sự tình, đúng. Vậy, một khi chuyện này nếu là ra nửa điểm ngoài ý muốn, như vậy Kim Lão đã có thể thật sự ai? Không đáng ngại, Lão Phu không có mười phần nắm chắc, sao lại nói bậy? Kim Lão đắc ý cười, sau đó một bên soát di động. Một bên nhìn bình luận, chỉ là giọng nói này vừa rơi xuống đất. Kim lão sắc mặt lập tức liền thay đổi, ha, hạ cái này là tự nhiên, nếu kim lão dám nói như vậy, kia tự nhiên là kim lão, kim lão. Dương Phục Vân đám người nghi hoặc nhìn về phía kim ngôn đức. Bởi vì giờ phút này kim ngôn đức sắc mặt trắng bạch cả người cái chán mồ hôi lạnh ứa ra. Đây chính là ở La Phù Sơn trên đỉnh, gió lạnh thổi siêu siêu, như thế nào sẽ đổ mồ hôi, xoạch. Kim lão di động rơi trên mặt đất, Dương Phục Vân đột nhiên thấy sự tình không thích hợp cũng không đào chính mình di động mà là nhặt lên kim lão di động vừa thấy tức khắc cả người cũng ngây ngẩn cả người phía trước vẫn luôn trầm mặc người kia phát thiếp hơn nữa là một chương ảnh chụp kia bức ảnh có chút mơ hồ hẳn là từ theo dõi thượng lấy ra nhưng là có thể xem rất rõ ràng lạc vô cực đứng ngạo nghễ ở sân bay mà trước mặt quỳ hai người một cái là một cái lão giả một cái còn lại là ngàn diệp trấn hùng phía trước liền có đồn đãi nói ngàn diệp gia lão tổ cùng ngàn diệp trấn hùng cấp lạc vô cực quỳ xuống bồi tội nhưng là không có người tin tưởng hiện tại ảnh chụp lại bị dán ra tới cái này ảnh chụp trực tiếp ở trên mạng nổ tung kia thật là ngàn diệp gia người ngàn diệp gia người thật sự cấp lạc vô cực quỳ xuống xin lỗi tin tức này chấn động dư ba còn không có qua đi tiếp theo cái tin tức theo nhau mà đến giống như một viên trọng bàng bom, đó là một đoạn đứt quãng ghi âm, đĩa. Bàn của ngươi làm sao vậy, ta đánh ngươi lại làm sao vậy, lạc. Vô cực thanh âm, lạc trần ảnh chụp phía trước không có người chụp đến quá. Nhưng là ngày đó long đều sự kiện. Lạc trần thanh âm chính là bị đại gia nghe được quá, tiếp theo là tiếp theo đoạn, lạc. Tiên sinh, cái này con số, 1.500 trăm triệu. Hảo, hảo, ta đáp ứng, chỉ có này hai đoạn tàn khuyết không được đầy đủ ghi âm hơn nữa bối cảnh có chút ẩm ý, hẳn là cũng là sân bay theo dõi bên trong, nhưng là này hai đoạn. Ghi âm, lại trực tiếp ở toàn bộ quốc nội nhấc lên một cổ nhiệt chiều, bởi vì đó là lạc vô cực. Khi phách thanh âm, cái gì là bá đạo, đây là, thậm chí rất nhiều người nghe được nhiệt huyết sôi. Chào, ai mẹ nó nói nhân ra lạc vô cực chỉ dám ở quốc nội hoành, ai? Đứng ra, có loại nói lại lần nữa. Duy trì lạc trần những người đó trực tiếp spam, này mẹ nó mới là thật nam nhân a à, ở nhân gia đông doanh đều dám nói như vậy, đại. Già chú ý, nghìn năm trăm triệu kia đoạn lời nói sau, một Cái một cái thiệp trực tiếp ở trên mạng nổ tung, trực tiếp bằng mau tốc độ đăng đỉnh, phía. Trước ai nói ta lão công chỉ dám ức hiếp người nhà, các ngươi không phải thực như sao? Tránh ở bàn phím lúc sau làm gì, có. Bản lĩnh giống ta lão công giống nhau đi đông doanh nói những lời này thử xem xem. Hừ, một đám nhảy nhót vai hề, ta xem các ngươi mới chỉ là dám ở quốc nội chơi hoành. Có bản lĩnh học nhân gia lạc vô cực như vậy cuồng thử xem. Có người chào phúng nói, phía trước vẫn luôn có người nói lạc vô cực nếu là đi đông doanh. Sẽ như thế nào như thế nào, nhưng là hiện tại tất cả đều câm miệng, hơn nữa thực mau. Đức Xuyên ra bên kia chủ động thừa nhận chuyện này. Bằng chứng tới, Đức Xuyên ra bên kia thật sự cho lạc vô cực 1.500 triệu, chuyện này làm quốc. Nội rất nhiều người đều chấn động ở Lạc Vô Cực hung mãnh tới rồi loại trình độ này kia. Chính là Đông Doanh a. À. Liền như vậy ở Lạc Vô Cực trước mặt Túng, đúng. Vậy lúc trước cái kia ngàn diệp chấn hùng ở thảo nguyên kiểu gì kiêu ngạo? Ta chính là tận mắt nhìn thấy, ha ha ha, như vậy nhiều đông doanh cao thủ. Cứ nhiên làm ta hoa hạ một người liền cấp dọa sợ, đưa tiền thỉnh cầu Lạc Vô Cực rời đi. Quả thực mất mặt ném về đến nhà, cảm tình bọn họ đem lạc vô cực kích tướng qua đi chính là vì cái lạc vô cực đưa tiền nói thật ra đương thời còn có ai có lạc vô cực như vậy khí phách ta quá thích câu kia địa bàn của ngươi ta đánh ngươi làm sao vậy vô số điều thiệp giống như bom giống nhau nổ tung quả thực mau phiên thiên mà giờ phút này kim lão cơ hồ từ đầu đã lạnh đến chân bởi vì cuối cùng kia một đoạn lời nói đã chứng minh hết thảy cũng may lúc này mọi người đều ở thảo luận lạc vô cực ở đông doanh là như thế nào khí phách tựa hồ đem kim lão chuyện này đã quên mất nhưng là sợ cái gì tới cái gì cái kia vẫn luôn thế lạc trần nói chuyện người kia trực tiếp lại dán một chương thiệp ra tới đạo ra đại biểu nhân vật chi nhất là thời điểm thực hiện ngươi hứa hẹn lúc này nhưng đến không được đại gia vốn dĩ lực chú ý ở địa phương khác ở thảo luận lạc vô cực như thế nào khí phách nhưng là cái này thiệp vừa ra tới đã có thể đến không được, tất cả mọi người lực chú ý nháy mắt đã bị hấp dẫn lại đây. Đúng vậy, phía trước cái kia kêu kim ngôn đức không phải nói. Nếu đông doanh bên kia cấp lạc vô cực chẳng sợ một khối tiền. Liền đem chính mình đầu cắt bỏ đương cầu đá sao. mươi 651 nháo lớn. Kim lão cái kia thiệp phía trước đã bị bao phủ, nhưng là cơ hồ là ở trong nháy mắt liền bò đi. Lên, sau đó trực tiếp lại lần nữa đăng đỉnh, rốt của kim lão thân phận quá đặc thù nói ra nói phân lượng nhưng hoàn toàn không giống nhau quan trọng nhất chính là kim lão cái kia thiệp chính là bị các đại danh sơn phía chính phủ chuyển phát qua này cũng không phải là một chuyện nhỏ giờ phút này sự tình xuất hiện xoay ngược lại sự tình lập tức liền nháo lớn thực hiện hứa hẹn thời điểm tới rồi phía dưới cơ hồ là thuần một sắc loại này bình luận ngắn ngủn vài phút mấy vạn điều loại này bình luận hừ các ngươi này nhóm người, Kim lão loại này đức cao vọng trọng hạng người, sao lại chơi xấu có? Người giúp đỡ Kim lão nói chuyện, là phía trước cái kia gọi là bờ sông Tần Hoài yêu nghiệt người phát thiếp, phía trước hắn liền. Giúp Kim lão nói chuyện qua Kim lão lúc ấy còn thập phần cảm tạ người này, nhưng là giờ phút. Này Kim lão nhìn đến này thiệp lại hận không thể giết qua đi. Đem người này bầm thay vạn đoạn thực hiện hứa hẹn, như thế nào thực hiện, thật sự đem đầu mình chặt bỏ tới sao, nhưng là hắn hiện tại đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Bởi vì hắn chính là công khai ở trên mạng phát thiếp như vậy nói, quan trọng nhất chính là còn bị các đại danh sơn chuyển phát, hắn nếu là không thực hiện hứa hẹn, đừng nói hắn. Toàn bộ tu pháp giới sợ là đều phải bị liên lụy, nhưng muốn hắn chặt bỏ đầu mình. Kia khả năng sao, là cá nhân đều sẽ không làm như vậy, Kim. Ngôn Đức đừng trốn tránh, đứng ra nói một câu tu pháp giới người đều là như thế này vô sỉ sao, phía trước không phải nói lời thề son sắt sao. Từng điều châm chọc mỉa mai thiệp cùng hồi phục không ngừng đổi mới, thực mau. Kim lão xóa bỏ chính mình thiệp, lạc vô cực. Kim lão giờ phút này ở La Phù Sơn Thượng. Dùng ác độc ánh mắt nhìn về phía di động thiệp, hắn hận. Hận lạc vô cực, đến bây giờ mọi người đều còn minh bạch vì cái gì đông doanh bên kia sẽ đối lạc vô cực như thế sợ hãi nhưng là hắn vẫn là hận lạc trần bởi vì cứ như vậy hắn thanh danh đã có thể xú không chỉ có ở người thường trước mặt thậm chí là ở toàn bộ tu pháp giới hắn vất vả cả đời tạo lên hào thanh danh hôm nay một sớm toàn hủy hoại mà hết thảy này toàn bái lạc vô cực ban tặng nhìn thấy kim lão xóa thiệp trên mạng đã có thể càng thêm náo nhiệt phi còn mẹ nó đức cao vọng trọng tiền bối lật lọng loại người này cũng cũng chỉ có thể chơi múa mép khua môi mệt ta phía trước thật đúng là tin hắn các đại danh sơn tốt xấu các ngươi cũng chứng kiến hơn nữa chuyển phát tin tức này hiện tại nói như thế nào có người trực tiếp phát ra như vậy thiệp nhưng là thực mau các đại danh sơn cũng lần lượt xóa bỏ phía trước chuyển phát không thừa nhận đúng không hủy diệt chứng cứ đúng không không nghĩ tới danh sơn cũng là loại này diễn xuất có người chào phúng nói hơn nữa trực tiếp dán ra chụp hình mà cắt đầu hai chữ trực tiếp thành một cái hot sớt từ chờ hắn về nước đi người này chính là một cái tai họa làm hại chúng ta tu pháp giới danh dự lúc này đây cũng bị hao tổn thương tùng tử lạnh lùng mở miệng nói đãi hắn về nước ta sẽ tự mình ra tay làm hắn quỳ gối các ngươi trước mặt cho các ngươi dập đầu bồi tội ở thương tùng tử xem ra hắn nhưng thật ra hy vọng lạc trần về nước sau đó hắn lấy lôi đình chi thế trực tiếp đem lạc vô cực đạp lên dưới chân rốt cuộc trong mắt hắn kẻ hèn một cái hậu bối mà thôi liền tính lại có năng lực còn có thể đủ cùng hắn loại này tu hành mấy trăm năm tu pháp giả so sánh với mà kim lão đám người trong mắt tràn ngập oán độc ánh mắt xem ra chỉ có thể chờ đến lạc vô cực về nước sau đó chờ đến tu pháp giả thịnh hội, hơn nữa giới khi sợ không chỉ là Kim lão chờ mấy người sẽ nhằm vào Lạc Trần đến lúc đó các đại danh sơn cũng đều sẽ nhằm vào Lạc Trần, rốt cuộc lúc này. Đây sự tình cũng làm các đại danh sơn danh dự bị hao tổn, hiện tại click mở di động. Còn có thể đủ nhìn đến chửi rủa ngập trời đâu, nhưng là chuyện này như cũ không có kết thúc. Bởi vì có người thông qua quan hệ vẫn luôn ở liên hệ người, cuối cùng Tin tức này vẫn là thọc đến Lạc Trần đi nơi nào rồi, giờ phút này Lạc Trần đang ở trên phi cơ. Một đám các bác gái vui vẻ đang ở tự chụp, mà cái kia kêu tiểu Trương Tráng Hán tên đầy đủ gọi là Trương Trạch giờ phút này đang ở tự cấp. Hắn bạn gái mễ mật chụp ảnh, chụp mấy tấm, mễ mật liền chủ động lại đây tìm Dương Bội Bội. Mời Dương Bội Bội cùng nhau chụp ảnh, nếu không chúng ta cùng nhau chụp đi. Dương bội bội cười nói, ý bảo mang theo Lạc Trần cùng nhau, nàng có chính mình tiểu tâm tư. Muốn tìm cơ hội cùng Lạc Trần đơn độc chụp ảnh chung lưu ảnh. Lạc Trần tự nhiên là không muốn. Hắn không có chụp ảnh thói quen, nhưng là Lạc Trần còn không có nói chuyện. Mễ mật lại dành trước mở miệng chúng. Ta một đám nữ nhân chụp ảnh, vẫn là không cần mang nam nhân đi. Mễ mật tuy là nói như vậy, nhưng là lại chủ động duỗi tay kéo một chút dương quân, ý tứ này liền rất rõ ràng, cố tình không nghĩ mang theo lạc trần, ở mễ mật trong mắt. Nàng càng thích cái loại này to con, có thể bảo hộ nàng. Lạc trần loại này thoạt nhìn hơi mang trắng nõn người. Tính cái gì nam nhân, vô luận thân cao vẫn là cơ bắp. Cùng nàng bạn trai quả thực kém xa, thậm chí ở mễ mật trong mắt, dương quân làn ra nha hắc. Thoạt nhìn tự hồ ở đều so lạc trần muốn nhiều một phân nam nhân vị. Mà lạc trần cùng dương quân còn có chương trạch so sánh với thấy thế nào đều như là cái tiểu bạch kiểm hơn nữa vừa mới sân bay dương quân cố ý nói lạc trần là sợ hãi bị cường bán mễ mật đám người thật sự dưới tự nhiên liền cảm thấy lạc trần là một cái người nhát gan dương bội bội bị câu này nói hơi có chút xấu hổ nhưng thật ra trương trạch cong eo di động tới kia thân thể cao lớn đã đi tới mở miệng nói như Thế nào, huynh đệ, còn ở lo lắng sao, yên tâm đi, có ta ở đây, ai dám làm chúng ta cường mua. Trương Trạch thị uy loát khởi sắp căng bạo tay áo, triển lãm một chút chính mình bắp tay tiểu. "Trương, hắn lo lắng cũng là bình thường." Có bác gái mở miệng nói, "Ngươi xem hắn kia thân thể, nếu là thật gặp được điểm sự tình, thật đúng là phiền toái tiểu." "Tử, không phải bác gái nói ngươi a, à, ngươi xem ngươi này thân thể đơn bạc" cùng nhân ra tiểu trương quả thực không có cách nào so nếu không phải tiểu trương có bạn gái ta khẳng định đem nữ nhi giới thiệu cho tiểu trương người như vậy này ý ngoài lời đã thực rõ ràng đó chính là ta mặc dù có nữ nhi cũng sẽ không giới thiệu cho ngươi người như vậy ha ha quá khen các vị trương trạch lược làm hàm hậu cười cười nhưng là nội tâm lại không khỏi âm thầm cao hứng thị uy đối lạc trần nhìn nhìn ta xem cái này tiểu tử cũng không tồi sao, nhìn cũng rất dương cương. Có bác gái thuận miệng khen một câu dương quân, dương quân cũng đồng dạng nhìn thoáng qua lạc. Trần, khóe miệng xẹt qua một mặt trào phúng, phi cơ thực mau liền rơi xuống đất tiên la. Ở băng cốc hành lang mạn sân bay rớt xuống, bội. Bội tỷ, chúng ta nếu không cũng cùng bọn họ cùng nhau ngồi xe buýt rời đi sân bay. Dương quân tại hạ phi cơ thời điểm đề nghị nói, dương bội bội nhìn về phía lạc trần. Lạc Trần giờ phút này đang ở tiếp điện thoại, vừa muốn há mồm. Nhưng là Mễ Mật lại một phen giữ chặt Dương Bội bội mở miệng nói, "Cùng Ta cùng nhau sao, không phải lo lắng sẽ bị cưỡng chế tiêu phí sao? Chúng ta chạm thứ nhất chính là đi một nhà miễn thuế trung tâm thương mại." Chương 652 một sự nhịn chín sự lành. Ở Tiên La có rất nhiều miễn thuế cửa hàng. Hơn nữa Tiên La chính là có Đông Nam Á lớn nhất trung tâm thương mại tiên la điển phạm trung tâm thương mại cơ hồ mỗi năm đều sẽ hấp dẫn toàn thế giới các quốc gia nhân dân tới nơi này tiêu phí làm nữ nhân đối với mua sắm có thiên tính thượng nhược điểm dương bội bội cũng không ngoại lệ hơn nữa dương bội bội chính mình trong lòng cũng cảm thấy chính mình không có khả năng gặp được cưỡng chế tiêu phí sự tình hơn nữa liền tính gặp không phải còn có dương quân sao phải biết rằng dương quân chính là ngói tháp gia tộc người hiện giờ đã nhận tổ quy tông mà ngói tháp gia tộc chính là tiên la đệ nhất đại gia tộc nhân mạch thế lực cực kỳ rộng lớn cùng cường đại ở tiên la cũng ra không được sự tình gì vì thế dương bội bội đối lạc trần vẫy vẫy tay giờ phút này lạc trần đang ở nghe quốc nội tình huống cũng không có lưu ý nhìn thấy dương bội bội hướng chính mình vẫy tay liền cũng đi theo thượng du lịch đoàn xe buýt nghe xong trong chốc lát lúc sau Lạc Trần mới cắt đứt điện thoại, theo sau liền cấp Lam Bối Nhi đã phát cái tin tức qua đi, mà. Quốc nội, Kim Lão đám người vốn tưởng rằng sự tình kết thúc. Rốt cuộc hắn đã mặc không lên tiếng. Xóa rớt chính mình ngôn luận, thậm chí liền bình luận đều đóng cửa. Tuy rằng có rất nhiều người khai thiệp mắng hắn. Nhưng là đều bị hắn làm lơ, mà quốc nội rất nhiều người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhân ra Kim lão quịt nợ, ngươi còn có thể làm sao bây giờ, tổng không thể dẫn theo đao đi tìm. Kim lão, sau đó đem Kim lão đầu cắt bỏ đi, náo loạn ban ngày. Cuối cùng rất nhiều người cũng liền từ bỏ, dần dần. Sự tình xuất hiện cơ hồ muốn bình ổn xu thế, chỉ là Lam Bối Nhi phát thiệp, thế là tiên sinh. Phát cái thiệp, ngươi là chính mình đem đầu cắt bỏ, vẫn là ta tự mình tới, Lam. Bối Nhi bản thân chính là một đại minh tinh hơn nữa từ quốc nội mọi người biết nàng là lạc vô cực bên người nữ nhân sau chú ý nàng người tự nhiên liền càng nhiều phen số lượng chính là ngàn vạn cấp bậc giờ phút này cái này thiệp vừa ra tới nháy mắt liền oanh động quốc nội bản thân kim lão sự tình mấy ngày nay liền nháo đến oanh oanh liệt liệt giờ phút này lam bối như thế lạc vô cực phát cái này thiệp tuy không có chỉ tên điểm họ nhưng là cho dù là cái ngốc tử đều biết nói chính là ai vốn dĩ Chuyện này phía trước tuy rằng nháo thật sự đại. Nhưng là lạc vô cực vẫn luôn sao có tham dự tiến vào, nhưng là hiện tại, này. Có phải hay không nói lạc vô cực muốn kim lão thực hiện hứa hẹn, này còn dùng hỏi sao? Này nói rõ a à, nếu kim lão chính mình không cắt lấy đầu, như vậy lạc vô cực liền sẽ ra tay, làm. Bối nhi cái này thiệp cơ hồ nháy mắt điểm bạo internet ta. Đi, bực này vì thế lạc vô cực cấp kim ngôn đức hạ chiến thư A, lấy lạc vô cực thân phận, cái này lời nói cũng không phải là tùy tiện nói bậy. Rốt cuộc hắn lạc vô cực thân phận bãi tại nơi đó, khẳng định muốn nói đến làm được A à, Kim. Ngôn Đức, lạc vô cực kêu ngươi tới thực hiện hứa hẹn, ha. Ha ha, Kim Ngôn Đức, lúc này chơi lớn đi, nhân. Ra lạc vô cực lúc này đây chính là trực tiếp tìm tới ngươi, một. Cái thiệp không ngừng phát ra rồi, toàn bộ trên mạng một mảnh khí thế ngất trời, lạc vô cực kim lão thu được tin tức này sau nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ giận dữ hét ngươi khinh người quá đắng vốn dĩ chuyện này nếu là cứ như vậy tính sự tình cũng liền đi qua nhưng là lạc vô cực những lời này chính là lại trực tiếp đem kim lão đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng hừ xem ra này tu pháp giới thậm chí hiện tại hoa hạ đều nên hảo hảo rửa sạch rửa sạch hiện giờ người thường không chỉ có dám đối với tu pháp giới người chỉ chỉ trỏ trỏ chính là giống như lạc vô cực như vậy tiểu bối cũng dám không lớn không nhỏ không tuân thủ quy củ thương ngạt thông cười lạnh một tiếng hắn lạc vô cực tính thứ gì cũng dám ở hoa hạ càn rỡ tiểu kim hồi câu nói cho hắn liền nói ta nói người lạc vô cực tính thứ gì cũng dám đối ta tu pháp giới người chỉ chỉ trỏ trỏ nếu là không phục làm hắn tới thử xem thương tùng tử trong mắt hàn mang chợt lóe trong mắt hắn Lạc vô cực mặc dù có thể đánh bại lang vương, kia cũng chỉ là chiếm pháp thuật xảo diệu. Lấy pháp thuật đối chiến lang nhân nhất tộc cái loại này làm bừa trùng tộc. Tự nhiên có thể dễ dàng thủ thắng, hơn nữa liền tính thắng lang vương lại như thế nào, trong mắt. Hắn, tiểu bối trước sau là một cái tiểu bối. Như thế nào có thể cùng bọn họ loại này tu pháp giới tiền bối danh túc tiền bối so sánh với cái. Này thiệp phát ra đi, lúc này càng thêm chấn động, đặc biệt là là câu kia người lạc vô cực tính thứ gì đây chính là làm cho cả nước nói ra đi a à, đến nay mới thôi có ai dám như vậy kiêu ngạo cùng lạc vô cực nói nói như vậy cho dù có kia cũng là ngầm nói có từng dám đảm đương cả nước đi nói này 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 rốt cuộc là ai này thật sự không muốn sống nữa có người ngây ngẩn cả người chính là lúc trước lang vương cũng không có như vậy kiêu ngạo quá a à. thực mau liền có tin tức truyền ra đây là đến từ la phù sơn một vị tu pháp giới tiền bối danh túc tu pháp giới vẫn luôn đều tương đối thần bí nhưng là theo lạc vô cực ngang trời xuất thế tu pháp giới băng sơn một góc xem như bị chậm rãi vạch trần phía trước không hiểu biết còn hảo nhưng là hiện giờ theo tu pháp giới chậm rãi trồi lên mặt nước tất cả mọi người biết có lẽ những cái đó đằng vân giá vũ những cái đó hô mưa gọi gió những cái đó trường sinh bất lão cũng không phải cái gì hư cấu, mà những cái đó thần thoại có lẽ cũng không phải tiền bối tùy ý bịa đặt, có khả năng thực sự có chuyện lạ, hiển nhiên. Ở Lạc Vô Cực quét ngang lang vương lúc sau, còn có người dám như vậy mở miệng. Như vậy liền chứng minh, người này tuyệt đối là rất có tự tin, rốt cuộc đây chính là cái thứ. Nhất dám ở Hoa Hạ, như thế lấy loại này ngôn ngữ khiêu khích Lạc Trần người, hơn nữa lúc này đây, các đại danh Sơn không chỉ có chuyển phát kim lão những lời này, còn có chứa bình luận. Nói rất đúng, mấy đại danh Sơn tỏ thái độ, này nhưng đến không được. Ít nhất bên ngoài đi lên nói, mấy đại danh Sơn liền đại biểu cho chính là tu pháp giới, hiện giờ. Mấy đại danh Sơn tỏ thái độ, bực này vì thế nửa cái tu pháp giới đều tỏ thái độ, đây là nửa cái. Tu pháp giới đều phải đối lạc vô cực ra tay, tất cả mọi người dự cảm đến lúc này đây sợ là muốn ra đại sự, lạc. Lão đệ, người người ở nước ngoài, cũng không thể sống yên ổn một chút sao? Tô Lăng sờ bất đắc dĩ cấp Lạc Trần đánh tới điện thoại, trước không nói Lạc Trần ở quốc nội thời. Điểm, chính là đi phủ sơn thời điểm, Lạc Trần phóng cả nước nhân dân bồ câu. Kia cũng đem quốc nội rào đến không được an bình, hiện giờ vừa mới xuất ngoại. Kết quả lại rào đến quốc nội không được an bình, đương nhiên tô lăng sở cũng chỉ là thuận miệng oán giận một câu kia kim lão sau lưng người địa vị cũng không nhỏ chính là đường triều thời kỳ nhân vật cùng bán tiên viên thiên cương một cái thời đại tô lăng sở nhắc nhở nói nhân vật như vậy địa vị quá lớn mặc dù bọn họ cũng không dám dễ dàng đắc tội hơn nữa mấy đại danh sơn đều đã sôi nổi tỏ thái độ lạc lão đệ ngươi đừng quên còn có đạo gia thánh địa côn luân bên kia lạc lão đệ Người hiện tại chính là không sai biệt lắm tương đương trêu chọc toàn bộ tu pháp giới. Tô Lăng sở lại lần nữa nhắc nhở nói, cho. Nên lạc lão đệ, ngươi xem chuyện này, ngươi nếu không liền một sự nhịn chín sự lành tính. Tô Lăng sở ý tứ thực rõ ràng, chính là chuyện này hoặc là liền đến đây là ngăn. Lạc Trần cũng không cần lại mở miệng nói chuyện. Một sự nhịn chín sự lành. Lạc Trần cười lạnh một tiếng. mươi 653 trò chơi chi vương. Đừng nói bọn họ đã như vậy công nhiên gọi nhịp ta. Liền tính không có ta cũng không có khả năng một sự nhịn chín sự lành. Lạc Trần lạnh lùng mở miệng nói, "Chính là Lạc lão đệ kia chính là tu pháp giới a, à, thủy quá sâu. Tô Lăng Sở không phải người thường, tự nhiên biết một ít không phải người thường có thể biết đến bí mật, hoa hạ tu pháp giới thật là giống như vực sâu giống nhau đáng sợ, nhưng là Lạc Trần lại một chút cũng không lo lắng, tu pháp giới nếu một hai phải tích cực lên hắn lạc vô cực mới là chân chính tu pháp giới người những người này trong mắt hắn liền một ít tông môn tạp dịch đệ tử đều không tính là hắn có gì sợ chị cắt đứt điện thoại lạc trần trực tiếp làm lam bối nhi đã phát một chữ hảo hảo tự vừa ra tức khắc toàn bộ hoa hạ quốc nội hoàn toàn sôi trào này đã tương đương là ở ước chiến đây chính là lạc vô cực ở ước chiến toàn bộ tu pháp giới a có người khoa trương bình luận nói, ta, vốn dĩ cho rằng lúc này đây lạc vô cực hẳn là sẽ chịu thua, rốt cuộc kia chính là tu pháp giới. Không chừng khi nào liền nhảy ra một cái thần thoại trong truyền thuyết người. Đến lúc đó đã có thể phiền toái lớn, nhưng, là ta không nghĩ tới, hắn lạc vô cực cư nhiên dám ngạnh giang. Rất nhiều người đều ngạc nhiên ở, rốt cuộc vạn nhất nếu là gặp phải một cái cái gì lão quái vật như vậy lạc trần sợ là liền chọc tới thiên đại phiên toái, hừ. Ta xem hắn lạc vô cực thật là bởi vì cho tới nay, quá mức xuôi gió xuôi nước. Cho nên có chút kiều cuồng, tu pháp giới thủy, ai dám như vậy dễ dàng tới tranh. Có tu pháp giới người cũng đứng ra tỏ thái độ, nhưng thật ra giờ phút này la phù sơn thượng. Thương Tùng Tử được đến tin tức sau, hai mắt hàn mang lấp lánh, đến. Lúc đó ở thịnh hội phía trên, ta sẽ thân thủ xử trí hắn một chỉnh hoa hạ đương kim không khí một cái không biết nơi nào toát ra tới hậu bối mà thôi an dám như thế không biết trời cao đất dày dương phục vân cùng kim lão giờ phút này nhưng thật ra vui sướng khi người gặp họa tới rồi cực hạn một khi có thương tùng tử loại này cùng bán tiên viên thiên cương một cái thời đại người ra tay kia lạc vô cực cho dù có thiên đại thần thông sợ cũng muốn chú định bị đạp lên dưới chân, nhưng thật ra Lạc Trần bên này cắt đứt điện thoại, mới chú ý tới. Xe buýt đã đi tới một nhà thương trường cửa, hướng dẫn du lịch là một cái bụ bẫm. 30 tới tuổi nữ nhân, trong tay cầm thê tử đang ở tiếp đón mọi người xuống xe, dương bội bội tự. nhiên cũng đi theo đi rồi đi xuống, toàn bộ du lịch đoàn, hơn nữa Lạc Trần ba người. Không sai biệt lắm có gần 40 hào người, giờ phút này đã có không ít người đã tiến vào thương. Trường chỉ là cái này địa phương đích xác có chút kỳ quái, cũng không có ở thành thị giữa. Bốn phía đều là một ít thấp bé nhà dân, hẳn là đang tới gần vùng ngoại thành, như Thế nào tới nơi này? Lạc Trần nhíu mày nói, Dương bội bội vừa định muốn giải thích. Nhưng thật ra hướng dẫn du lịch dành trước mở miệng, khác. Thương trường kỳ thật giá cả thực quý, đều là bên này bình thường dưới 4 năm lần. Lừa chính là các ngươi loại này tới du lịch người ta mang các ngươi tới cái này địa phương có đồ vật so thị trường giới còn muốn thấp bên này lão bản cùng ta rất quen thuộc ta phía trước mang theo vài phê du khách tới nơi này mua đồ vật nhưng có lời hướng dẫn du lịch cười giải thích nói như thế nào lạc tiên sinh không phải là lại sợ hãi đi dương quân ở một bên ngữ khí quan tâm hỏi nhưng là lời nói cái kia ý tứ lại là cố ý chào phúng lạc trần giống nhau tiểu quân dương bội bội nhíu mày quát lớn nói bội bội tịt ta chỉ là hảo tâm hỏi một câu mà thôi cái kia bằng hữu ngươi sẽ không thật sự ở lo lắng đi mễ mật lúc này cũng kéo nàng kia cao lớn bạn trai trương trạch mở miệng nói trong mắt mang theo một tia mỉa mai loại này nam nhân sợ là đời này đều tìm không thấy đối tượng đi làm nam nhân nên có nam nhân khí phách cùng nam nhân bộ dáng Mễ mật lầm bầm lầu bầu mở miệng nói, nhưng là thanh âm lại rất lớn, mật. Nhi, người như thế nào có thể nói như vậy đâu? Trương Trạch ở một bên cười nói, ra vẻ trách cứ miệng lưỡi. Nhưng trên thực tế hắn cũng khinh thường lạc trần, rốt cuộc hắn cả người đều là cơ bắp. Ngày thường nhất khinh thường những cái đó không tập thể hình người trẻ tuổi, yên. Tâm đi, huynh đệ, ra không được chuyện này. Người này dọc theo đường đi cũng quá tiểu tâm cẩn thận. Trương Trạch cười nói, liền. Tính xảy ra chuyện, không phải còn có ta sao? Trương Trạch cố ý run dẩy một chút chính mình đại cơ ngực tiểu. Tử, ngươi nếu là sợ hãi liền lưu tại bên ngoài. Nhưng là đừng làm cho nhân gia cô nương bồi ngươi cùng nhau ở bên ngoài làm nhìn. Có bác gái cũng sen mồm nói, từ sân bay bắt đầu, Lạc Trần tự hồ liền rất lo lắng sẽ ra vấn đề. Nhưng là sự thật chứng minh, bọn họ này dọc theo đường đi cũng không có gì vấn đề phi thường an toàn, cho nên rất nhiều bác gái cũng cảm thấy Lạc Trần Tiểu Tâm quá mức. Thậm chí là cảm thấy cái này tiểu tử lớn lên nhưng thật ra rất thanh tú. Nhưng là này tính cách không khỏi cũng quá nhát gan đi, một đám bác gái tiến lên túm Dương Bội. Bội, mà Dương Bội bội còn lại là khó xử nhìn Lạc Trần, chúng. Ta nhiều người như vậy, bọn họ dám đem chúng ta thế nào, Lạc. Tiên sinh, nếu không chúng ta vào xem đi, không mua đồ vật cũng không quan hệ coi như chỉ là nhìn xem. Cuối cùng Dương bội bội lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Lạc. Trần, nhìn thấy Dương bội bội này phúc tư thái, Lạc Trần tuy rằng cảm thấy phiền phức. Nhưng là cuối cùng cũng đáp ứng rồi, dù sao đối với hắn mà nói. Xảy ra chuyện cùng không ra sự đều là một chuyện, cuối cùng một đám người. Đều đi theo đi vào thương trường bên trong. Mà giờ phút này, ở tiên la thanh mại bên kia, một mảnh á nhiệt đới rừng mưa bên trong có một viên tiến trăm mét cao đại thụ. Đặc biệt thấy được, này đại thụ là thanh mại bên này thần thụ, được xưng là kéo thiện thần thụ. Thường xuyên sẽ có người tới triều bái, đương nhiên đối nước ngoài du lịch người. Này viên đại thụ lại sẽ không mở ra, mà giờ phút này đại thụ phía dưới bàn khê ngồi một cái gầy. Chờ cả xương lão giả, này lão giả khoác vải bố, dâu hoa dâm. Thoạt nhìn tựa như một cái khổ hạnh tăng, nhưng là mặc dù là đức xuyên ra người nhìn thấy vị này lão già cũng muốn thái độ thập phần cung kính, bởi vì này lão già chính là tiếng tăm lừng. Lẫy bỉ khâu vương, bỉ khâu vương, tuy rằng cùng thế vô tranh, rất ít ra tay. Nhưng là toàn bộ tiên la sở dĩ đến bây giờ còn đều tồn tại. Liền bởi vì có hắn bảo hộ, mặc dù là ở toàn thế giới bên trong. Hắn cũng là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, cửu cấp dị nhân, chân thật chiến lược. Nghe nói cùng lang vương không phân cao thấp, cũng có lời đồn đãi nói, này bỉ khâu vương chân chính chiến lực ở lang vương phía trên, đặc biệt là ở game kinh dị bên trong. Này bỉ khâu vương thanh danh chính là cực đại, đã từng có rất nhiều nhiệm vụ hoặc là rất nhiều. Cao thủ không thể đánh vỡ bí cảnh, đều bị hắn một người công phá. Thậm chí có nhân xưng hô hắn vì trò chơi chi vương, chỉ là giờ phút này. Một người mặc áo cà sa người trẻ tuổi vội vội vàng vàng chạy tới thượng. Sư, Đức Xuyên ra điện thoại, bỉ khâu vương chậm rãi mở hai mắt hai mắt bên trong cư nhiên có hồ quang xẹt qua, bốn phía cư nhiên có không căn cứ tiếng sấm, cái. Này làm cho người trẻ tuổi kia tức khắc đột nhiên cả kinh, chỉ là một cái trợn mắt mà thôi. Cư nhiên là có thể đủ làm không trung tiếng sấm, chúc. Mừng thượng sư, thần lực lại thượng một tầng, ly đột phá cửu cấp dị nhân, sợ là sắp tới. Người trẻ tuổi cung kính mở miệng nói, đừng. Vút mông ngựa, đương thời dị nhân dữ dội nhiều, nhưng hiện giờ cũng chỉ có dị nhân vương một người bán ra nửa bước đi ra ngoài. Nhưng mặc dù bán ra nửa bước cũng có thể xưng dị nhân vương, ta này bị khâu vương. Chỉ là hư danh thôi. Bỉ khâu vương xua xua tay nói. Thượng sư khiêm tốn, đúng rồi, thượng sư, đồng doanh đức xuyên ra bên kia điện thoại. mươi 654 phá vỡ mắng to. Đồng doanh đức xuyên ra bên kia điện thoại. Bỉ khâu vương nhíu mày, bất quá bỉ khâu vương vẫn là tiếp nhận điện thoại. Chỉ là mới vừa nói vài câu, vị này ngày thường xưa nay có thái sơn băng với trước mắt mà mặt. Không đổi sắc bỉ khâu vương thần sắc đột nhiên lập tức đại biến, đức xuyên cửa bác. Bỉ khâu vương lửa giận ngập trời, lông mày đều mau bốc cháy lên, lấy hắn thông minh tài trí. Lại như thế nào nghe không ra đây là đức xuyên ra cố ý, sớm không thông chi vãn không thông chi, cố tình chờ kia lạc vô cực rơi xuống đất tiên la mới nói với hắn, đây là. Cái ngốc tử đều có thể nhìn ra là cố ý, thượng sư. Cái kia người trẻ tuổi kêu khăn già, giờ phút này có chút hoảng sợ nhìn bỉ khâu vương. Hắn từ nhỏ đi theo ở bỉ khâu vương bên người, cho dù là cường địch vờn quanh. Hắn cũng chưa từng gặp qua bỉ khâu vương như thế phát quá hỏa, này rốt cuộc là. Đi con mẹ nó, đức xuyên gia này đàn bạch nhãn lang bỉ khâu vương đều nhịn không được bạo thô khẩu, có thể nghĩ có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Hắn đối đức xuyên gia có ân, nhưng là đức xuyên gia cư nhiên như thế tính kế hắn. Đây chính là tương đương đưa tới một viên so đạn hạt nhân uy lực còn muốn đại bom, một cái lộng. Không tốt, toàn bộ tiên la đều phải hủy trong một sớm, thượng sư, người này rốt cuộc lạc đại. Họa A, bỉ khâu vương khí cả người phát run, mau tốc tốc đi liên hệ hàng không công ty, mà giờ phút này lạc trần đã đi theo dương bội bội đám người tiến vào thương trường cái này thương trường đã có thể có điểm kỳ quái tuy rằng có hai tầng nhưng là lại chỉ mở ra một tầng hơn nữa thương trường nội thưa thất người chính yếu chính là mỗi cái chủ tiệm đều bãi một chương xú mặt lạc trần nhìn nhìn trên lầu sau đó lắc đầu này nhóm người hôm nay sợ là muốn xui xẻo hắn có thấu thị năng lực Tự nhiên có thể nhìn ra trên lầu là cái gì, một đám các bác gái nhưng thật ra không ai phát giác. Không thích hợp, nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm tấm tác bảo lạ, rất nhiều bác gái đều đều muốn. Càn quét một phen, nhưng là vừa thấy kia yết giá lại nháy mắt thiến rất này. Hình như là hàng giả đi. Dương bội bội một bên cầm lấy một khối vòng ngọc một bên nhíu mày. Nói, đây là mấy đồng tiền plastic chế phẩm. Nhưng là nơi này lại yết giá 10 vạn trở lên, tùy ý lại quét vài lần. Dương bội bội mày nhăn càng sâu. Nơi này nhưng đều là hàng giả, mà một đám các bác gái tự nhiên cũng có người phát hiện. Theo sau một đám người nói thầm một phen. Chỉ là vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Hướng dẫn du lịch liền đã đi tới đối với mọi người mở miệng nói, "Gì? Đại gia như thế nào cũng chưa mua đồ vật, mua cái gì a, à, đều là hàng giả." Có bác gái bất mãn mở miệng nói, bắt đầu nói thật dễ nghe. Kết quả cư nhiên dẫn bọn hắn tới này hàng giả thương trường mua đồ vật đại. Ra nghe ta nói, nếu không vẫn là mua điểm đi, rốt cuộc ta mang đại gia tới cũng không dễ dàng. Các ngươi nói có phải hay không? Hướng dẫn du lịch nói thẳng không cố kỵ, đừng. Nói là giả, liền tính là thật sự chúng ta cũng không nghĩ mua, ngươi xem này giá cả. Chính là thật sự cũng không đáng giá nhiều như vậy tiền. Mễ mật bất mãn mở miệng nói, các vị ta khuyên đại gia một câu, vẫn là mua điểm cho thỏa đáng. Hướng dẫn du lịch ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. Không mua, đi thôi. Có bác gái thái độ rất cường ngạnh nói, lạc tiên sinh, đi thôi. Dương bội bội cũng có chút không cao hứng, chỉ là lạc trần lắc đầu nói, đi không được, lạc. Trần lời này không có cố tình hạ giọng cho nên bốn phía vài người cũng đều nghe được đặc biệt là trương trạch cười lạnh một tiếng hừ có ta ở đây bọn họ dám không cho ta đi chính là chúng ta nhiều người như vậy còn dám không cho chúng ta đi có bác gái bất mãn nhìn lạc trần mở miệng nói này dọc theo đường đi ngươi đều như vậy nhát gan thật là làm người chê cười mễ mật cũng ở một bên châm chọc nói đi thôi một đám người tính toán vương xuất khẩu đi đến chỉ là còn không có bán ra bước chân cái kia xe buýt tài xế liền đi xuống tới sau đó từ cửa đã đi tịch các vị hôm nay các người mua cũng đến mua không mua cũng đến mua kia tài xế dáng người ngắn nhỏ nhìn vóc dáng lùn lùn nhược bất kinh phong bằng không hôm nay các vị đừng nghĩ bước ra này đại môn một bước ta muốn chạy các ngươi còn lưu được. Trương Trạch một bước tiến lên, ưỡn ngực mở miệng nói, hắn lớn như vậy khổ người. Hắn sợ ai, mà Dương Quân cũng đi theo tiến lên, duy độc Lạc Trần đứng ở phía sau. Thậm chí còn kéo một phen ghế dựa ngồi xuống, cái này làm cho một đám các bác gái tức khắc lược. Cảm bất mãn, bởi vì toàn bộ du lịch đoàn, trừ bỏ Trương Trạch cùng Dương Quân. Lúc này cũng chỉ có Lạc Trần một người nam nhân tiểu tử yêu cầu ngươi thời điểm tới rồi ngươi một cái đại lão gia súc ở phía sau làm gì có bác gái mở miệng nói chẳng lẽ muốn chúng ta mấy người phụ nhân tiến lên đi lý luận chính là ngươi còn có phải hay không cái nam nhân là cái nam nhân nên chạm đi ra ngoài mễ mật cũng đi theo nói móc nói như vậy nam nhân gặp được sự tình liền sẽ xúc ở sau người cùng hắn bạn trai so sánh với thật sự kém xa thậm chí cùng cái kia dương quân đều kém xa chính là người nhìn xem nhân ra tiểu trương cùng tiểu dương nhưng thật ra dương bội bội nhìn nhìn lạc trần không nói gì ta vì cái gì muốn giúp các ngươi lạc trần cảm thấy có chút buồn cười nhìn nhóm người này người hiện tại gặp được sự tình chúng ta chính là cùng nhau có người trách nói sớm làm gì đi ta đã sớm nhắc nhở quá các ngươi lạc trần không kiên nhẫn mở miệng nói lời này nhưng thật ra làm mọi người một đốn cho dù là vừa mới ở cửa lạc trần cũng coi như là nhắc nhở đại gia nhưng là bọn họ cố tình không tin được rồi đừng nói nữa sự tình đã cứ như vậy nhưng lạc vị này huynh đệ nếu ngươi đều nói như vậy như vậy chúng ta chờ hạ đi rồi chúng ta cũng sẽ không quản ngươi trương trạch quay đầu lại cười lạnh một tiếng nhát gan liền nhát gan không dám cũng không dám còn học được cho chính mình tìm bậc thang có bác gái âm dương quái khí nói Dương quân cũng ở một bên cười lạnh, cứ như vậy người. Hắn tỉ tỉ cư nhiên còn nhìn chúng, mà một bên tài xế còn lại là có chút không kiên nhẫn, nhưng... Thật ra Trương Trạch quay đầu lại nhìn về phía tài xế, sau đó bỏ đi áo trên. Lộ ra tiểu mạch sắc ra thịt thị uy triển lãm lập tức cơ bắp, chỉ là thực mau. Trên lầu liền lại xuống dưới một đám người, mỗi người hắc một khuôn mặt dẫn theo đao côn chờ lúc này một đám bác gái đã có thể thật sự hoảng sợ ngay cả dương bội bội đều biến sắc mà mễ mật lại lôi kéo dương bội bội tay mở miệng nói đừng sợ ta bạn trai ngày thường không chỉ có tập thể hình ngẫu nhiên còn đi luyện quyền anh thậm chí còn lấy quá quán quân mễ mật ngạo nghễ mở miệng nói hơn nữa bọn họ cũng cũng chỉ là hù dọa người mà thôi mễ mật tiếp tục mở miệng nói di độc lạc trần vô ngữ lắc đầu này nhóm người cả người đều là huyết sát chi khí, hù dọa người, thật muốn cản chúng ta. Trương Trạch khóe miệng xẹt qua một mặt cười lạnh, chính. Là, các ngươi phải biết rằng, tiểu trương nhưng lợi hại đâu, lấy quá tán đánh quán quân, thật. Muốn động thủ, không chừng ai có hại đâu, ta. Lại nói cuối cùng một lần, không mua, hôm nay cũng đừng muốn chạy. Tài xế hắc một khuôn mặt mở miệng nói, kia hảo, cũng đừng quái lão tử không khách khí. Trương Trạch nâng lên cánh tay, giơ tay chính là chiều kia tài xế đẩy qua đi. Lại này trận Trượng hắn thấy nhiều, bất quá chính là lấy ra hỏa hù dọa người thôi. Thật đúng là dám động đao tử không thành. Chương 655 thật dám giết người. Chỉ là Trương Trạch này tay mới vừa vươn đi, một đạo ánh đao sáng lên, sau đó một ngón tay liền bay đi ra ngoài, bên cạnh một cái trung niên hán tử nắm một phen dao sẻ dưa hấu lạnh lùng nhìn trương trạch a à tương đương một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên trương trạch che lại đoạn rớt ngón tay quỳ rạp xuống đất máu tươi phun vãi ra ly đến gần mấy cái bác gái bị bắn đến trên mặt bao gồm mễ mật mọi người lập tức liền lông tơ dựng ngược này nhóm người vừa mới sở dĩ khí thế kiêu ngạo hoàn toàn không quá sợ hãi chính là cảm thấy nhân gia không dám thật sự động thủ nhưng là hiện tại đâu trên mặt đất máu tươi cùng ở lăn lộn trương trạch đã thuyết minh hết thảy đây đều là một đám bác gái ngày thường nơi nào gặp qua cái này trường hợp tức khắc vô số đạo thét chói tai vang lên a à. tương đương cứu mạng giết người lạp chỉ là ngay sau đó đều mẹ nó cấp lão tử câm miệng kia tài xế bắt lấy thét chói tai mễ mật tóc nhất chân chính là một chân đạp qua đi mễ mật cả người trực tiếp bị gạt ngã trên mặt đất đều học máu, hiển nhiên đây là dọa tàn nhẫn tay, mà Dương Quân nhưng thật ra thông minh. Đã sấn vừa rồi hỗn loạn, trốn đến mặt sau tới, mễ mật bị đá đến. Sở hữu bác gái ngạc nhiên nhìn này hết thảy, xác thật bị chấn trụ, không dám nói nữa ta. Đã sớm cùng các ngươi nói, mua điểm đồ vật không phải hảo, một. Hai phải nháo thành bộ dáng này. Hướng dẫn du lịch cười lạnh một tiếng, hiện. Tại, mua còn không phải không mua tài xế một chân đá vào trương trạch trên người, mua. Mua, mua, đại ca đừng giết ta, ta mua, ngươi muốn ta mua cái gì, ta liền mua cái gì. Chỉ cần ngươi đừng giết ta. Trương trạch quỳ xuống tới một bên dập đầu. Một bên xin tha, đũng quần đều đã ướt rớt, hiển nhiên là thật sự bị này nhóm người cấp sợ hãi. Rốt cuộc nhân ra là thật sự dám động đau tử, giờ phút này nơi nào còn phía trước kiêu ngạo khí. Thế, cũng không hề nói cái gì chính mình là cái nam nhân. Hiện tại muốn mua, đã có thể không phải vừa mới cái kia giá cả. Hướng dẫn du lịch khóe miệng cười lạnh một tiếng, ta, ta muốn báo, băng, hung. Hằng một bạt tay, nói muốn báo nguy người kia ngã trên mặt đất, mặt đều bị đánh biến hình, ai? Còn tưởng báo nguy, tài xế lạnh lùng nhìn nhóm người này người, lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Này nhóm người là thật dám xuống tay A, à, kỳ thật chẳng sợ báo nguy cũng không cái gọi là. Bọn họ cũng không phải là một tên côn đồ. Tại đây một mạng cốc một thế hệ chính là cực kỳ có thế lực, đồ vật dọn đi lên, mua đi. Tài xế đối chủ tiệm mở miệng nói. Tức khắc một đám người dẫn theo một đại bao mấy đồng tiền hàng vỉa hè đi rồi đi lên. Mà bên cạnh còn có mấy người ôm xoát tạp cơ, yên. Tâm, sao nhóm đây chính là có chính quy hóa đơn. Hướng dẫn du lịch châm chọc mở miệng nói, không có người dám lại nói bất luận cái gì lời nói. Này nhóm người đã bị sợ hãi, rốt cuộc trước mắt những người này. Kia chính là thật dám động đao tử A. Phía trước hai ba mươi hào người đều xoát tạp, không mua có thể làm sao bây giờ, chờ bị chém. Sao, thực mau, liền dư lại lạc trần cùng dương bội bội đám người, hướng dẫn du lịch nhưng thật ra. Trực tiếp đi hướng lạc trần, nha, vị này ra còn ngồi nột. Hướng dẫn du lịch mỉa mai nói, này tiểu tử nàng có lưu ý quá, này dọc theo đường đi tựa hồ đều cực kỳ nhát gan, cho nên nàng tính toán gõ này tiểu tử một bút. Tàn nhẫn, này chiếc đũa, 10 vạn. Hướng dẫn du lịch ném ném xuống một đôi chút chiếc đũa đến lạc trần trước mặt, sau đó mở miệng. Nói, xoát tạp đi, lạc trần không nhúc nhích. Cũng không nói gì, mà bên cạnh một cái đại hán thấy thế. Trực tiếp dẫn theo một phen đại khảm đao đi tới lạc trần trước mặt. Lạnh lùng nhìn lạc trần, không mua. Hướng dẫn du lịch cười lạnh một tiếng, "Mua." Dương Bội bội chạy nhanh mở miệng nói, "Ta thế hắn ra tiền." Dương Bội bội móc ra tiền bao, chuẩn bị xoát tạp rốt cuộc chuyện này quái nàng. Lạc Trần dọc theo đường đi đều ở nhắc nhở nàng, nhưng là nàng không nghe. Cuối cùng còn liên lụy Lạc Trần, chỉ là bỗng nhiên một bàn tay đè lại Dương Bội bội tay, Dương Bội bội vừa nhấc đầu, liền đối thượng Lạc Trần gương mặt tươi cười, "Hảo, đi thôi." lạc trần đứng dậy nhìn thoáng qua dương bội bội sau đó trực tiếp mở miệng nói đi dương bội bội lập tức liền ngây ngẩn cả người mà hướng dẫn du lịch cùng cái kia tài xế lại cười lạnh một tiếng lạc tiên sinh thực xin lỗi là ta liên lụy ngươi này tiền ta tới đi thôi lạc trần lại lần nữa mở miệng nói những người khác vừa nghe cũng ngây ngẩn cả người đi đi cái giám a à, lúc này đi như thế nào những cái đó mua đồ vật bác gái còn lại là ngạc nhiên nhìn lạc trần, tiểu tử này lúc này có ý tứ gì, chẳng lẽ không thấy được trương. Trạch kết cục sao, nhân ra trương trạch đều quỳ xuống đất xin tha, sau đó xoát tạp mua đồ vật. Người cư nhiên lúc này đồ vật cũng không mua, đã muốn đi, mễ mật tuy rằng ăn một chân. Nhưng là lúc này cũng hoãn lại đây. Có chút buồn cười nhìn lạc trần, người này là cái ngu ngốc sao, cái này tình huống. Cư nhiên dám nói đi, không mua đồ vật muốn chạy tài xế cười lạnh một tiếng cũng về phía trước đi rồi vài bước đi đến lạc trần trước mặt trong tay một phen hồ điệp đao ném tới ném đi nhìn lạc trần không ai có thể cho ta cường mua lạc trần cười cười mở miệng nói chỉ là lời kia vừa thốt ra đừng nói hướng dẫn du lịch cùng tài xế bên này người chính là đám kia bác gái nghe xong đều tưởng bật cười còn không có người có thể cưỡng chế ngươi mua nhìn xem nhân ra trương trạch kia thể trạng, nhìn xem nhân ra chính là luyện qua quyền anh. Cùng tán đánh, nhưng là nhìn nhìn lại ngươi, nhân ra trương trạch đều chịu thua. Ngươi cư nhiên còn dám nói không ai dám cưỡng chế ngươi mua, hơn nữa nơi này mười mấy hào người. Ngươi có thể đánh thắng được, lạc tiên sinh, nếu không sao nhóm vẫn là mua đi. Bọn họ là thật dám động đao tử. Dương bội bội nghiêm túc mở miệng nói, lúc này chính là dương quân là ngói tháp gia tộc người đều không có tác dụng bởi vì này nhóm người vừa thấy chính là bỏ mạng đồ đệ hơn nữa căn bản sẽ không cho ngươi đào di động gọi điện thoại gọi người cơ hội cho nên dương bội bội mới có thể mở miệng nói nếu không vẫn là mua đi đi thôi không có người có thể cưỡng bách ta lạc trần lại lần nữa mở miệng nói chỉ là dương bội bội còn chưa nói lời nói hướng dẫn du lịch liền trước mở miệng nga xem không tới a à, dọc theo đường đi vẫn luôn cho rằng ngươi là cái người nhát gan không nghĩ tới ngươi còn rất có loại hướng dẫn du lịch cười lạnh một tiếng chào phúng nói bắt quá lúc này ngươi chẳng sợ có loại cũng vô dụng ngươi không mua thử xem tài xế cười lạnh một tiếng mở miệng nói ngươi cản ta thử xem lạc trần cười lạnh một tiếng ha 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 nghe một chút nghe một chút ta cản ngươi thử xem Tài xế bị lạc trần lời này khí cười, nơi này chính là hắn địa bàn. Người một cái người nước ngoài, một không ai, nhị không năng lực. Cứ nhiên còn dám nói cản ta thử xem, tiểu. Tử, người muốn làm rõ ràng, chúng ta tránh chính là vết đao thượng liếm huyết tiền. Tài xế chào phúng nhìn lạc trần, ở. Chúng ta này đàn bỏ mạng đồ đệ trước mặt ta khuyên ngươi tốt nhất không cần như vậy cuồng. Tài xế hừ lạnh một tiếng, chúng ta chính là thật dám giết người tài xế một khuôn mặt đêm đen tới trầm giọng nói lạc tiên sinh dương bội bội muốn mở miệng nhưng là lạc trần lại dựng thẳng lên bàn tay ý bảo dương bội bội không cần nói chuyện mà trương trạch cùng mễ mật còn có một đám bác gái còn lại là lộ ra xem ngu ngốc giống nhau biểu tình nhìn lạc trần hiển nhiên lạc trần là không tin này nhóm người thật dám giết người mới có thể ý bảo dương bội bội không cần nói chuyện nhưng là ngươi một người bình thường người cùng này nhóm người gọi nhịp, hôm nay sợ là muốn suối quẩy, mà tài xế cùng hướng dẫn du lịch. Cũng lạnh lùng nhìn Lạc Trần, bọn họ đương nhiên là hù dọa Lạc Trần, bọn họ dám đánh người. Cũng dám đả thương người, nhưng là đến nỗi giết người, bọn họ thật đúng là không dám, nhưng là hù. Dọa này đàn chưa hiểu việc đời người thường, vừa mới kia một màn, đã vậy là đủ rồi, bỏ. Mạng đồ đệ, Lạc Trần vòng có hứng thú đánh giá kia tài xế liếc mắt một cách thật. Dám giết người, là như thế này sao? Lạc trần tia chớp ra tay, một phen nắm ngăn ở trước mặt hắn người kia. Đem người kia trực tiếp nhắc lên, sau đó chào phúng nhìn tài xế. Răng rắc, chương 656 như thế nào xong việc? Răng rắc, đây là xương cốt đứt gãy thanh âm, cái kia bị lạc trần nhắc tới tới người đầu trực tiếp. Giống như là mất đi cây trụ, trực tiếp điếc kéo xuống tới. Treo ở trên cổ, mọi người lập tức ngây ngẩn cả người hoặc là nói bị chấn trụ, đây là giết người, tất cả mọi người sợ tới mức không dám lên tiếng. Đám kia bác gái chỉ là người thường, nơi nào gặp qua giết người. Tự nhiên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch mà tài xế cùng hướng dẫn du lịch. Này đàn tự xưng là bỏ mạng đồ đệ người, giờ phút này cũng sợ tới mức cả người phát run. Không dám nhúc nhích, duy độc lạc trần rất là bình tĩnh buông ra tay người kia thi thể trực tiếp ngã xuống trên mặt đất mềm đạp đạp như là một đoàn thịt nát giết người lạc trần mỉa mai nhìn về phía tài xế cùng hướng dẫn du lịch đem hướng dẫn du lịch cùng tài xế thậm chí kia mười mấy cầm ra hỏa người đều nhịn không được sau này lui cái gì kêu bỏ mạng đồ đệ tài xế cùng hướng dẫn du lịch sao giờ phút này này đó cái gọi là bỏ mạng đồ đệ ở lạc trần trước mặt giống như là một cái chê cười tất cả mọi người không rét mà run nhìn lạc trần đặc biệt là mễ mật cùng trương trạch đám người bao gồm đám kia bác gái bọn họ dọc theo đường đi vẫn luôn khinh thường lạc trần vẫn luôn ở sau lưng nghị luận lạc trần căn bản không giống như là một người nam nhân là một cái người nhát gan ngay cả hướng dẫn du lịch cùng tài xế đều có loại suy nghĩ này nhưng là hiện tại đâu nói giết người liền giết người thật mới là chân chính tàn nhẫn người so với giờ Phút này Lạc Trần biểu hiện cùng vừa mới quỳ xuống đất xin tha trương trạch. Ai mới là nam nhân, như thế nào, các ngươi không phải bỏ mạng đồ đệ sao, sát. Cá nhân mà thôi, các ngươi sợ cái gì? Lạc Trần về phía trước bán ra một bước, một đám cầm ra hỏa người sau này rời khỏi một bước, ai? Còn muốn ta mua đồ vật, hiện tại có thể đứng ra, lặng. Ngắt như tờ, Lạc Trần lời này nói thực bình tĩnh, nhưng là lại ẩn ẩn có một cổ bá đạo chi ý, một người mà thôi, đứng ở nơi đó, mười mấy cầm khảm đao cùng dao sẻ dưa hấu người. Giờ phút này lại không có một người dám lên trước, vừa mới đám kia kiêu ngạo đến cực điểm người. Giờ phút này chân đều ở phát run, còn muốn cản ta sao, không còn có người dám cản Lạc Trần, đi. Thôi, Lạc Trần thực bình tĩnh nhìn nhìn dương bội bội. Một chút cũng không có cái loại này giết người lúc sau cái loại này hung ác phẳng phất vừa mới chỉ là chụp đã chết một cái mũi giống nhau chỉ là dương bội bội còn không có mở miệng một bên tài xế rốt cuộc phục hồi tinh thần lại sau đó mở miệng nói ngươi giết người cư nhiên còn nghĩ đi những người khác cũng đi theo quá thân tới người giết người cư nhiên còn muốn chạy vì cái gì không nghĩ đi lạc trần nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn tài xế ngươi một cái người nước ngoài cư nhiên dám ở chúng ta tiên la giết người hắn làm này hành nhiều năm như vậy, đừng nói gặp được Lạc Trần như vậy giết người. Chính là đánh người đều cực nhỏ gặp phải. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thật sự gặp phải một cái tàn nhẫn nhân vật sát. Cá nhân mà thôi, có gì không dám. Lạc Trần nói thực nhẹ nhàng, "Vô, luận ở nơi nào, ai trêu chọc ta, ta đều dám giết." Lạc Trần thực bình tĩnh lại lần nữa mở miệng nói, nhưng là lời này lại làm tài xế lập tức cười ha ha, ha ha ha, ta làm này hành nhiều năm như vậy. Người vẫn là cái thứ nhất dám như thế kiêu ngạo người, hảo. Ta xem ngươi hôm nay như thế nào xong việc ngươi. Hôm nay không chỉ có đi không ra nơi này, thậm chí cũng đừng nghĩ đi ra tiên la. Tài xế hung tợn mở miệng nói, ta phải đi, không ai có thể ngăn được. Lạc trần chậm rãi mở miệng nói, thần sắc như cũ thực bình tĩnh, ha. Hả, ngươi cuồng đủ có thể, không ai có thể ngăn được tài xế cười lạnh một tiếng, thẳng đến giờ khắc này. Mọi người mới phản ứng lại đây, Lạc Trần là đem người giết, nhưng là chuyện này đã có thể nháo. Lớn, rốt cuộc Lạc Trần chính là người nước ngoài, đừng nói ngoại quốc. Chính là quốc nội ngươi dám giết người thử xem. Trương Trạch cùng mễ mật đám người nguyên bản còn ở chấn động Lạc Trần tính tình cung tính. Cách nhưng là giờ khác này sôi nổi phục hồi tinh thần lại, lúc này hảo người vừa mới không phải như sao, nhưng là hiện tại đâu, lúc này sấm đại họa đi, đặc biệt là. Dương quân, giờ phút này âm thầm tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Người họ lạc vừa mới đích xác thực khí phách, hơn nữa nói giết người liền giết người. Đích xác làm người cảm thấy không thể trêu chọc, nhưng là đây là nơi nào, đây là tiên la. Người một cái người nước ngoài cư nhiên dám ở nơi này giết người này không phải tìm chết sao, hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội thu thập Lạc Trần. Không nghĩ tới Lạc Trần cư nhiên chính mình sấm hạ đại họa tiên la. Tiên la làm sao vậy? Lạc Trần mở miệng nói, chỉ là vừa dứt lời. Tài xế cùng hướng dẫn du lịch đám người liền trào phúng nhìn Lạc Trần, ngoài cửa bỗng nhiên một. Trận xôn sao, ha ha tiên la làm sao vậy? Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, sau đó chính là một đám ăn mặc chế phục chấp pháp giả xuất hiện, trong tay dẫn theo thương, bên hông vác xuống tay khảo, đặc biệt là cầm đầu tên mập kia. Thần sắc vô cùng âm trầm, tên là kéo đế, hắn là khu vực này đầu nhi. Giữ gìn chị An từ từ vẫn luôn là hắn trách nhiệm, hơn nữa bọn họ đối với này thương trường cưỡng. Chế tiêu phí sự tình vẫn luôn là biết đến, đương nhiên đây là hắn cá nhân hành vi. Mặt trên đối với loại chuyện này vẫn luôn chào thực nghiêm. Một khi phát hiện liền sẽ nghiêm trị, nhưng là hắn liên hợp tài xế cùng hướng dẫn du lịch từ từ vẫn luôn trộm ở làm chuyện này thật đúng là không có ra quá cái gì đại sự hơn nữa mỗi lần có chuyện như vậy hắn đều sẽ mang một đám người ở cách đó không xa chờ liền sợ xuất hiện cái gì nhiễu loạn này một phiếu sợ là lại có thể vớt đến không ít rốt cuộc tất cả đều là một đám bác gái nữ tính chỉ có ba cái nam này nhóm người dám nháo sự chỉ là hắn không nghĩ tới Lúc này đây cư nhiên cố tình đã xảy ra chuyện, Lạc Trần vừa mới giết chết người kia. Liền có người trộm cho hắn gọi điện thoại. Nghe được điện thoại, hắn sợ tới mức trực tiếp nhảy dựng lên, chuyện này lúc này chính là hoan. Toàn nháo lớn, rốt cuộc ra mạng người, hơn nữa động thủ cư nhiên vẫn là một cái người nước ngoài. Cho nên kéo đế thần sắc cực kỳ âm trầm, bởi vì hắn cũng chưa nghĩ đến. Kẻ hèn một cái người nước ngoài, cư nhiên dám ở như thế kiêu ngạo ở Tiên La giết người, thật là hảo kiêu ngạo thật là hảo khí phách, nhưng là ngươi cho chúng ta tiên la chấp pháp giả không tồn tại sao? Hiện tại ngươi còn có thể đủ đi sao? Tài xế vui sướng khi người gặp họa nhìn nhìn cửa bảy tám cái. Tay cầm súng lục chấp pháp giả, sau đó mỉa mai nhìn nhìn Lạc Trần, Dương Bội bội vốn đang ở chấn. Động bên trong giờ khắc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó nôn nóng nhìn Lạc Trần. Theo sau xem suy nghĩ Dương Quân, hiện tại chuyện này nhưng nháo lớn. Lạc Trần ở chỗ này giết người, khẳng định muốn ra đại sự, rốt cuộc Lạc Trần lại có năng lực kia. Cũng là một cái người nước ngoài, người ở địa bàn của người ta, giết nhân ra người. Nhân ra khẳng định không có khả năng buông tha ngươi, cho nên Dương bội bội mới có thể nhìn về. Phía Dương quân, muốn làm Dương quân hỗ trợ ra mặt tiểu. Quân, người không phải tiên la ngói tháp ra người sao, ngươi. Chạy nhanh liên hệ một chút ngói tháp ra, bội bội tỉ, không phải ta không giúp hắn, mà là chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, ngươi cũng biết, như thế nào giúp. Dương quân ra vẻ cười khổ bộ dáng nhưng là nội tâm lại nhạc nở hoa. Hắn nếu cấp ngói tháp ra gọi điện thoại, đừng nói giết một người. Chính là 10 cái ngói tháp ra đều có năng lực bãi bình, nhưng là hắn sẽ giúp Lạc Trần mới là... Lạ, hắn hiện tại liên tưởng chờ xem Lạc Trần chê cười. mươi 657 thần ý chỉ, nhìn thấy Dương quân nói như vậy, Dương bội bội lập tức liền hoảng sợ, rốt cuộc trước không nói đúng sai. Nơi này thật là địa bàn của người ta. Chấp pháp giả khẳng định cũng là thiên hướng nhân ra, quan trọng nhất một chút là. Lạc Trần ở chỗ này chính là không thân không thích lại không có bất luận cái gì quan hệ. Một khi nếu như bị chấp pháp giả mang đi, khẳng định là không có khả năng sống thêm ra tới, phía trước Lạc Trần ở Đông Doanh có điểm quan hệ làm nửa điền tam lang ăn một cái lỗ nặng nhưng là ngươi tổng không thể ở tiên la còn có quan hệ đi rốt cuộc này căn bản không hiện thực một đám bác gái nhưng thật ra không nói gì thêm mà mễ mật cùng trương trạch đám người còn lại là trên mặt vui sướng khi người gặp họa càng ngày càng dày đặc rốt cuộc trương trạch vẫn luôn tự xưng là chính mình như thế nào nghiêu bức như thế nào nam nhân kết quả vừa mới lại giống một cái cẩu giống nhau quỳ xuống đất xin tha giờ phút này nhớ lại tới tự nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn nếu không có lạc trần đối lập còn hảo nhưng là cố tình vừa mới lạc trần khí phách vô biên lập tức liền đem chính mình đối lập giống như một cái kẻ bất lực mà mễ mật dọc theo đường đi ở trước mặt mọi người khen chính mình bạn trai như thế nào lợi hại kết quả gặp được sự tình lại là cái túng bao cho nên hai người kia tự nhiên là mừng rỡ xem lạc trần chê cười đặc biệt là giờ phút này chấp pháp giả đều tới người một cái vô quyền vô thế tại đây tiên la trời xa đất lạ người nước ngoài cứ nhiên còn dám lấy này phúc tư thái cùng nhân ra chấp pháp giả nói chuyện này không phải ý định tìm chết sao cái kia chấp pháp giả đồng chí sự tình không phải như thế vừa mới này nhóm người muốn đối chúng ta động thủ thậm chí đã đả thương chúng ta đồng bạn ta bên này đồng bạn là xuất phát từ tự vệ mới câm miệng kéo đế quát lớn nói, đánh gãy dương bội bội giải thích chấp. Pháp giả đồng chí, phàm là dù sao cũng phải nói đạo lý đi, các. Người vừa mới khẳng định là ở phụ cận. Ta cũng không tin nơi này cưỡng chế tiêu phí sự tình các ngươi không biết. Dương bội bội tiếp tục mở miệng nói, ta. Mặc kệ nguyên do, cũng không nghĩ hỏi lý do, hắn giết người, nên đền mạng. Kéo đế cười lạnh một tiếng, hơn nữa ta không nói lý làm sao vậy, ngươi ở địa bàn của ta thượng, đừng nói ngươi giết người, chính là ngươi không có giết người. Ta muốn thu thập ngươi, kia cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, phải không? Lạc Trần Thiên Đầu nhìn về phía kéo đế, nghi ngờ ta. Kéo đế phảng phất nghe được một cái chê cười, ha. Ha ha, ngươi một cái người nước ngoài, ở chúng ta địa bàn thượng giết người. Cứ nhiên còn dám nghi ngờ ta, Dương Quân nghe được lời này cũng trộm cười thậm chí trương trạch bọn người trộm cười, đều đến lúc này. Người cư nhiên còn dám như vậy kiêu ngạo, nhân ra chính là nơi này chấp pháp giả. Muốn ngươi sinh ngươi liền sinh, muốn ngươi chết, ngươi sẽ phải chết tiểu. Tử, cho ta hảo hảo nhớ kỹ, ta kéo đế là nơi này chấp pháp giả, ta muốn như thế nào làm. Liền như thế nào làm, ta biết bọn họ ở chỗ này cưỡng chế tiêu phí lại như thế nào, hừ. Hiện tại ngươi còn cuồng sao? Tài xế cũng đi theo trào phúng nói, ta, nói ngươi hôm nay đừng nghĩ đi ra nơi này ngươi không phải nói không ai có thể cưỡng chế ngươi tiêu phí sao đồ vật lấy lại đây hôm nay không mua đồ vật ta hiện trường trực tiếp tễ ngươi kéo đế cười lạnh liên tục xong rồi lúc này hoàn toàn xong rồi hiển nhiên đây là rắn chuột một ồ không nói hơn nữa hiện tại muốn đem lạc trần thu thập thảm dương bội bội sắc mặt đã trắng bệch trắng bệch mà trương trạch đám người còn lại là tươi cười càng ngày càng dày đặc phải không lạc trần nhìn thoáng qua kéo đế ngay sau đó kéo đế điện thoại vang lên tới kéo đế mày nhăn lại đây là hắn cấp trên điện thoại kéo đế móc di động ra uy một tiếng sau đó tức khắc sắc mặt đột nhiên biến đổi sau đó hoảng sợ nhìn lạc trần nhưng là lạc trần đã muốn chạy tới kéo đế trước mặt chấp pháp giả lạc trần phủi tay chính là một cái tát quăng qua đi phanh kéo đế cả người trực tiếp bị lạc trần này một cái tát phiến bay đi ra ngoài đánh vào trên cửa lớn, đại môn pha lê leng keng một tiếng toàn nát. Vỡ vụn pha lê cắt mở kéo đế trên người rất nhiều địa phương, người tìm chết. Kéo đế mang đến người liền phải đào thương. Nhưng là, đều mẹ nó cấp lão tử dừng tay. Kéo đế một tiếng hét to, tức khắc đám kia chấp pháp giả ngây ngẩn cả người, sau đó ở mọi người. Hoảng sợ trong mắt, lạc trần tiếp tục chậm gì gì đi tới kéo đế trước mặt, phanh lại lần nữa hung hăng một chân, trực tiếp đem kéo đế đá bay đi ra ngoài, như thế nào? Không. Thu thập ta." Lạc Trần cười lạnh một tiếng, "Ngươi không phải chấp pháp giả sao?" "Nơi này không phải địa bàn của ngươi sao?" Vừa mới điện thoại, lấy Lạc Trần thính lực tự nhiên nghe được rõ ràng, hắn cũng biết là kéo đế cấp. Trên đánh tới, đối phương nói cho kéo đế. Hôm nay vô luận như thế nào đều không thể đắc tội đối phương, cho dù là đem hắn giết, cũng không thể trêu chọc đối phương nếu không sẽ rước lấy ngập trời đại họa bởi vì đây là bỉ khâu vương tự mình phân phó xuống dưới bỉ khâu vương là ai kia chính là tiên la thần đây là thần ý chỉ ở tiên la không có người dám vi phạm bỉ khâu vương nếu không xảy ra chuyện tuyệt đối không phải ngươi một người mà là toàn bộ gia tộc thực xin lỗi thực xin lỗi kéo đế tuy rằng không rõ đối phương thân phận nhưng là có thể kinh động bỉ khâu vương tự mình giáng xuống thần dụ như vậy đối phương thân phận tuyệt đối là hắn không thể trêu chọc một cái lộng không tốt đừng nói hắn chính là nhà hắn người đều phải xảy ra chuyện kéo đế xin lỗi làm mọi người hoàng sợ đặc biệt là dương bội bội đám người bọn họ chính là biết đến lạc trần là ở đông doanh du lịch lâm thời bị bọn họ gọi tới tiên la du lịch lạc trần tuyệt đối không có khả năng ở tiên la có quan hệ gì nhưng là hiện tại lạc trần không chỉ có giết người còn đánh chấp pháp giả quan trọng nhất chính là chấp pháp giả cư nhiên còn cấp Lạc Trần xin lỗi. Phanh, Lạc Trần đi đến đang ở ngạc nhiên tài xế trước mặt. Một cái tát trực tiếp quăng qua đi, tài xế cả người trực tiếp bị Lạc Trần một cái tát chụp phiên. Trên mặt đất cả người xương cốt đều chặt đứt rất nhiều căn, hiện. Tại, còn muốn ta mua đồ vật sao? Lạc Trần chân đạp lên tài xế trên mặt quá kiêu ngạo. Quá bá đạo, dương bội bội đám người thật sự đã xem ngốc rớt, xác định Lạc Trần là một cái người nước ngoài chính là dương quân đều có điểm ngốc rớt rốt cuộc liền hắn đều không có như vậy kiêu ngạo quá mà tài xế còn ở vào ngốc rớt trạng thái bên trong hắn còn không có biết rõ rốt cuộc sao lại thế này như thế nào một chiếc điện thoại qua đi hắn dựa vào kéo đế đều phải cấp cái này người nước ngoài xin lỗi đây chính là tiên la a à, đây chính là bọn họ địa bàn a kéo đế này rốt cuộc người mẹ nó cho ta lão tử câm miệng kéo đế trực tiếp rít gào nói, nói thêm nữa một câu, lão tử tễ ngươi, hắn. Quyết định trở về lúc sau, liền phải thu thập này tài xế, chọc ai không tốt. Cứ nhiên chọc tới cùng tiên la chi thần bỉ khâu vương có quan hệ người, nhìn thấy kéo đế nói như. Vậy, mọi người càng thêm ngạc nhiên cùng nghi hoặc trương trạch cùng mễ mật đã kinh ngạc miệng. Đều không khép được, tài xế càng là mờ mịt, kéo đế như thế nào đảo mắt liền thành này phúc thái độ, hiện tại, ta phải đi, ngươi không phải nói hôm nay làm ta đi không ra nơi này sao? Lạc Trần châm chọc nói, như thế nào không nói? Chương 658 phục vụ phí. Nói chuyện, tài xế giờ phút này nơi nào còn dám nói chuyện, không thấy được kéo đế làm cái này. Mảnh đất chấp pháp giả đầu đều bị phiến xong cái tát không chỉ có không dám phản kháng. Lại còn có không ngừng xin lỗi sao, cứ việc trong lòng lại nghi hoặc vì cái gì kéo đế phải đối cái này người nước ngoài như thế cung kính nhưng là tài xế cũng không dám lại gặm thanh bởi vì hắn nói đến nói đi vẫn là đi theo kéo đế hỗn lạc trần chào phúng cười sau đó một chân đem trước mắt tài xế đá phi nhìn về phía dương bội bội dương bội bội ở ngạc nhiên bên trong phục hồi tinh thần lại theo sau liền cười đi theo lạc trần đi ra ngoài nam nhân càng là thần bí càng là có vẻ có mị lực, giờ phút này Lạc Trần chính là như thế. Chính là phía trước rất nhiều khinh thường Lạc Trần các bác gái giờ phút này đều có chút hối. Hận, sớm biết rằng này tiểu tử như vậy năng lực nên sớm một chút chấp nối. Nói không chừng có thể trở thành chính mình con rể đâu, ở Lạc Trần đi ngang qua mà trương trạch. Cùng mễ mật khi, hai người kia còn lại là xấu hổ thấp hèn tới đầu, nói giết người liền giết. Người, nói đánh chấp pháp giả liền đánh chấp pháp giả mấu chốt này vẫn là ở nước ngoài a à, nhưng là nhân ra làm xong này đó. Chấp pháp giả còn phải cúi đầu xin lỗi, này đã vượt qua bọn họ nhận chi, lạc trần mọi người ở đây. Nhìn chăm chú bên trong, như vậy nghênh ngang đi ra ngoài, duy độc dương quân theo ở phía sau. Thần sắc có chút khó coi, hắn vốn dĩ chính là muốn lạc trần nan kham chờ xem lạc trần chê cười. Không nghĩ tới sự tình cuối cùng cư nhiên sẽ là như thế này một cái kết quả, nhưng thật ra tới rồi bên ngoài thời điểm, Dương bội bội cố ý lưu tại mặt sau đi đến Dương quân trước mặt, sau đó. Thần sắc có chút bất mãn nhìn về phía Dương quân, tiểu. Quân, tỷ tỷ hy vọng ngươi minh bạch, tỷ tỷ thích hắn, nói. Xong câu đó, Dương bội bội liền đuổi theo lạc trần bóng dáng mà đi. Mà Dương quân còn lại là gắt gao cầm nắm tay. Oán hận nhìn Dương bội bội, Dương bội bội đảo không phải phát giác Dương quân đối nàng có cái gì ý tưởng, mà là bất mãn phía trước Dương quân không chịu hỗ trợ, rốt cuộc ngói tháp ra ở Tiên La. Chính là đệ nhất gia tộc, luận quan hệ nói như thế nào cũng có thể thu phục việc này. Nhưng là, Dương quân lúc ấy cư nhiên chối từ, Dương quân gắt gao nhìn Dương bội bội cùng lạc. Trần sóng vai mà đi, vừa nói vừa cười ghen ghét ngọn lửa liền tận trời, bất quá ngay sau đó. Dương quân cười lạnh một tiếng, hắn là ngói tháp gia tộc người ở tiên la còn thu thập không được một cái người nước ngoài tuy rằng vừa mới sự tình có chút kỳ hoặc có lẽ này họ lạc ở tiên la có chút quan hệ nhưng là hắn không tin ở tiên la còn có người dám cùng ngói tháp gia tộc người đối nghịch có quan hệ còn có thể đủ từng có hắn hừ tiện nhân ngươi sớm hay muộn đều sẽ là của ta dương quân cười lạnh một tiếng sau đó móc ra điện thoại gọi qua đi dương bội bội ở ven đường ngăn cản một chiếc xe sau đó ba người liền hướng tới Mạn Cốc trung tâm thành phố mà đi, Mạn Cốc là một cái du lịch. Thành phố lớn, mà làm du lịch thành phố lớn. Nơi này tự nhiên sẽ có một ít cực kỳ xa hoa xa hoa khách sạn, đặc biệt là ở vào trung tâm thành. Phố kia ra kim cương khách sạn, có thể nói là toàn bộ mạn cốc tốt nhất khách sạn. Cũng là tiêu phí tối cao khách sạn, giống nhau phòng cả đêm liền ở hơn ngàn. Mỹ đao, tới với tổng thống phòng xếp còn lại là mấy vạn Mỹ đao, lạc trần cùng dương bội bội đạt. Trần khách sạn đó là này kim cương khách sạn, đây là tới phía trước. Dương bội bội làm dương quân trước tiên làm tốt, rốt cuộc dương bội bội muốn ở lạc trần trước. Mặt biểu hiện lập tức, này dừng chân chờ tự nhiên liền trước tiên an bài hảo, vào ở thủ tục. Dương bội bội đi làm thay, mà lạc trần cùng dương quân còn lại là ngồi ở trong đại sảnh trên xô và chờ đợi, này kim cương khách sạn sở dĩ nổi danh, trừ bỏ quý. Càng quan trọng đó là kia trong đại sảnh cao hơn 10 mét đại đèn treo. Kia lộng lẫy đèn treo giống như một chuỗi kim cương được khảm thác nước mà nghe nói. Kia đèn thượng xác thật được khảm kim cương, nghe nói này chản đèn. Giá trị số trăm triệu đô la, rất nhiều tới mạn cốc du lịch người đều nghĩ đến này dưới đèn chụp. Một chương ảnh chụp nhưng là này kim cương khách sạn an bảo công tác làm cực hảo hơn nữa sau lưng lão bản địa vị cực đại người bình thường thật đúng là vào không được nếu không phải dương quân này ngói tháp ra tộc quan hệ sợ là dương bội bội muốn đính nơi này khách sạn còn phải phí một phen tay chân ha hả lạc tiên sinh xem ra ngươi ở tiên la vẫn là có chút nhân mạch đâu giết người liền chấp pháp giả bắt ngươi cũng không dám như vậy lạc trần giờ phút này rất có hứng thú nhìn kia một chiếc đèn cũng không có phản ứng Dương Quân, nhưng là Dương Quân lại tiếp tục mở miệng nói, là Tiên sinh, ta mặc kệ ngươi có cái gì địa vị, nhưng là ta cho ngươi một câu lời khuyên. Nơi này là ở Tiên La, ta là Tiên La đệ nhất gia tộc, ngói tháp gia tộc ngươi. Ngươi nếu là thức thời một chút, hiện tại liền chủ động rời đi nơi này, Dương. Quân mang theo cười lạnh mở miệng nói, ta muốn đi đâu, lưu tại nơi nào, cùng ngươi có quan hệ. Lạc Trần hỏi ngược lại, a, à, đây là ta lời khuyên, người cũng có thể không nghe, nhưng là hậu quả tự lạc tiên sinh làm tốt. Nếu không chúng ta đi lầu bốn bên kia ăn một bữa cơm đi, thỉnh ngươi nếm thử bên này đặc sản. Dương Bội Bội ở nơi xa vừa đi lại đây, một bên thét to nói, đánh gãy Dương Quân nói, đi thôi. Dương Bội Bội chạy tới lúc sau, lôi kéo Lạc Trần liền hướng trên lầu túm mà Dương Quân còn lại là ở phía sau cười lạnh một tiếng. Hắn vừa mới đã đã cho đối phương cơ hội, nhưng là đối phương nếu không quý trọng. Như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Cái này họ lạc lại như thế nào lợi hại? Gặp được hắn cái này ngói tháp ra người cũng đến quỷ thượng lầu bốn. Nơi này là một gian cực kỳ xa hoa điển nhã nhà ăn, gọi tới người phục vụ. Điểm mấy cái đặc sắc đồ ăn, dương bội bội liền cố ý khơi màu đề tài cùng Lạc Trần Hàn Huyên lên, Lạc Trần còn lại là cố ý vô tình đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tuy rằng đối phương hơi thở che giấu cực hảo, nhưng là vẫn là bị Lạc Trần phát hiện vừa vặn lúc này. Người phục vụ bưng lên một lọ rượu vang đỏ, "Tiên sinh, hiện tại khai." Người phục vụ vốn là đối Dương Quân nói, nhưng là Dương Quân lại đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Trần, ngay sau đó mang theo cười xấu xa đối người phục vụ đưa qua đi một cái ánh mắt, người phục vụ hiểu ý, sau đó nhìn về phía Lạc Trần. Lạc Trần bản thân ở chú ý nơi xa hơi thở, cũng không có quá để ý. Người phục vụ đối Lạc Trần cũng hỏi đồng dạng một câu, Lạc Trần tùy ý ừ một tiếng, phanh. Bình rượu mở ra, sau đó người phục vụ đảo mãn tam ly. Tiếp theo liền đối Lạc Trần mở miệng, tiên sinh, phục vụ phí tổng cộng 2 vạn Mỹ đao, nhiều. Ít, dương bội bội kinh ngạc mở miệng nói, 2 vạn Mỹ đao người phục vụ lại lần nữa mở miệng nói, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi. Dương bội bội kinh ngạc nói, không sai, chính là hai vạn Mỹ đao. Người phục vụ ngữ khí thực kiên định, sao có thể hai vạn Mỹ đao. Dương bội bội chất vấn nói, dựa theo quy củ, nhiều nhất cũng liền rượu giá cả 20%, nữ. Sĩ, rượu là vị tiên sinh này kêu khai. Người phục vụ hiển nhiên không muốn cùng Dương bội bội nói thêm cái gì mà là quay đầu nhìn về phía Lạc Trần, Lạc Trần lúc này cũng rốt cuộc quay đầu. Nhìn về phía người phục vụ, Dương Quân còn lại là trộm mang theo diễn ngược ánh mắt nhìn về. Phía Lạc Trần, tới Tiên La, lão tử địa bàn, chỉnh bất tử ngươi. mươi 659 không nói lý, hai vạn Mỹ đao, Lạc Trần cười lạnh một tiếng, này bình rượu cũng liền mới mấy ngàn Mỹ đao. Phục vụ phí cư nhiên so rượu còn muốn quý, kỳ thật phục vụ phí chuyện này xác thật có nhưng là giống nhau đều là khách nhân chủ động cấp, Trương Hiển chính là một loại địa vị. Chính quy địa phương, chưa từng có người phục vụ chủ động muốn việc này, mà làm mạn cốc lớn. Nhất, nổi tiếng nhất kim cương khách sạn. Hiển nhiên không nên làm như thế sự mới đúng, nhưng là cố tình giờ phút này người phục vụ liền. Như vậy mở miệng, tiên sinh, người xoát tạp vẫn là tiền mặt. Người phục vụ hiển nhiên là cố tình, đem các ngươi giám đốc gọi tới đi. Lạc Trần nhàn nhạt mở miệng nói, cũng lười đến cùng phục vụ viên nhiều lời, kêu. Chúng ta giám đốc, người phục vụ thái độ không hề hảo. Sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới tiên. Sinh ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi không có cái này tiêu phí năng lực. Liền đừng tới trụ chúng ta khách sạn. Người phục vụ châm chọc nói, ngươi. Người này như thế nào nói như vậy lời nói. Dương bội bội lập tức liền không cao hứng, vốn dĩ này dọc theo đường đi liền trạng huống không ngừng, cùng nàng tưởng tượng giữa cùng lạc trần sóng vai mà đi. Tới tiên la du lịch tốt đẹp hình ảnh hoàn toàn không giống nhau, hiện giờ trụ cái khách sạn. Ăn một bữa cơm cư nhiên còn gặp được loại chuyện này, hơn nữa phía trước gặp được cưỡng chế tiêu. Phí cũng hảo, vẫn là hiện tại khách sạn cũng hảo, đều cùng nàng có quan hệ. Nàng thật sự không nghĩ ở lạc trần trước mặt lưu lại không tốt ấn tượng, chỉ là nàng mới vừa như vậy một mở miệng bên cạnh nhưng thật ra có một bàn người cũng đi theo mở miệng nhân ra người phục vụ nói không tồi ngươi không có cái kia tiêu phí năng lực liền đừng tới nơi này một cái phục vụ phí đều không cho được cứ nhiên còn nói nhân ra thái độ kém nói chuyện chính là một cái ăn mặc cực kỳ gợi cảm yêu diễm nữ tử này nữ tử mang một bộ kính dâm chỗ cổ văn một tôn tượng phật tới nơi này ở trọ tiêu phí kỳ thật đại đa số đều là cực kỳ có bối cảnh người. Cho nên phần lớn đều lẫn nhau tương đối khách khí, nhưng là này nữ tử lại dám trực tiếp mở miệng. Bộc trực hiển nhiên là cực kỳ có nắm chắc, dương bội bội vừa nghe. Tức khắc không vui, nhân ra ở xử lý sự tình. Cùng ngươi có nửa mau tiền quan hệ, ngươi cư nhiên sen mồm, chỉ là dương bội bội vừa định muốn. Đứng lên nói cái gì, lạc trần liền duỗi tay đè lại dương bội bội hắn phía sau nữ tử này, là cái dị nhân, đây cũng là này nữ tử vì cái gì dám như vậy trắng trợn. Táo bạo mở miệng chào phúng nguyên nhân, bởi vì này nữ tử là đã nhìn ra. Lạc Trần kỳ thật cũng là một cái dị nhân. Nhưng lại chỉ là một cái một bậc dị nhân, nữ tử làm tư cấp dị nhân. Xem như một quốc gia cao thủ, tự nhiên khinh thường Lạc Trần như vậy một bậc dị nhân. Cho nên cũng liền trực tiếp mở miệng, Lạc Trần không để ý đến cái kia nữ tử mà là đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía người phục vụ ta nói đi đem các ngươi giám đốc kêu lên tới ta đến muốn nhìn xem khai bình phí so rượu còn quý là cái gì đạo lý một hai phải kêu giám đốc người phục vụ cười lạnh một tiếng nhìn nhìn lạc trần nhưng là lạc trần thái độ thực kiên quyết hừ hảo hy vọng ngươi đừng hối hận người phục vụ trực tiếp mở miệng nói giống nhau người phục vụ nếu là phục vụ thái độ không tốt lúc này tìm giám đốc khiếu nại tuyệt đối dùng được thậm chí người phục vụ sẽ đã chịu xử phạt nhưng là cái này người phục vụ lại thái độ khác thường mang theo cười lạnh theo sau người phục vụ đi xuống mà một bên cái kia nữ tử lại âm thầm lắc đầu ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không cần đi gọi người ta giám đốc ngoan ngoãn đem tiền cho nhân ra nếu không sự tình nháo lớn ngươi về điểm này phá dị năng nhưng bãi bất bình ở nàng trong mắt lạc trần thái độ sở dĩ dám như vậy cường ngạnh. Một hai phải gọi người ta giám đốc. Đơn giản chính là ỷ vào chính mình là một cái một bậc dị nhân. Người thường nào dám cùng hắn gọi nhịp nhưng là nữ tử lại âm thầm cười lạnh. Bởi vì cửa hàng này lão bản chính là rất có địa vị, cũng là một vị dị nhân, trước mắt người này. Hôm nay sợ là muốn nhắc tới ván sát thượng, ngươi. Dương bội bội khí bất quá, lại chuẩn bị đứng lên nhưng là lạc trần rồi lại lại lần nữa đè lại dương bội bội, vừa lúc lúc này. Một cái ăn mặc áo bành tô, đánh nơ con bướm nam tử đã đi tới. Vừa mới cái kia người phục vụ cũng theo bên người, vị tiên sinh này, ngươi có cái gì vấn đề? Giám đốc mở miệng hỏi hướng về phía lạc trần, ta. Nhưng thật ra muốn hỏi một chút, các ngươi khai bình phí muốn hai vạn Mỹ đao. Mà này bình rượu cũng liền mới mấy ngàn Mỹ đao, này phục vụ phí so rượu còn quý. Tiên sinh không hảo ý, là chúng ta không đúng." Giám đốc cười đối Lạc Trần nhận lỗi nói, mà Dương Quân lại âm thầm cười lạnh một tiếng, sau đó Giám đốc trực tiếp quay đầu đối với cái kia người phục vụ quát lớn nói: "Ta, ngày thường như thế nào dạy ngươi, thật mẹ nó tiền đồ, ngay." Sau đó Giám đốc lại đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Trần, "Tiên sinh, ngượng ngùng a, à, là chúng ta người phục vụ nghĩ sai rồi, đây là chúng ta không đúng, vị tiên sinh này phục vụ phí như thế nào nên là hai vạn Mỹ đau đâu, ngươi? Là óc heo vẫn là ăn con báo mật. Giám đốc lại quay đầu lại mắng, dương bội bội vốn đang cảm thấy ra một hơi. Rốt cuộc vừa mới người phục vụ thái độ nhưng kiêu ngạo, nhưng là, hắn. Năm vạn Mỹ đau phục vụ phí, người mẹ nó cư nhiên chỉ thu hai vạn tiên. Sinh, người phục vụ phí, năm vạn. Giám đốc cười lạnh một tiếng nhìn về phía lạc trần hừ ta nói nếu kêu chúng ta giám đốc tới ngươi sẽ hối hận người phục vụ mang theo trào phúng giống nhau biểu tình nhìn về phía lạc trần một bộ xem ngươi như thế nào xuống đài bộ dáng mà một bên nữ tử cũng mở miệng nói ha hả sớm nói qua làm ngươi đưa tiền xong việc hiện tại hảo đi muốn năm vạn dương quân tâm càng là nhạc nở hoa họ lạc ngươi không phải cuồng sao lão tử hôm nay đảo muốn nhìn ngươi như thế nào hạ đến tới đài nga năm vạn lạc trần cũng bị chọc cười đúng vậy tiên sinh ta cho chúng ta người phục vụ tính sai hướng ngươi xin lỗi ngươi xem ngươi là tiền mặt vẫn là xoát tạp hoặc là nói ngươi còn muốn kêu chúng ta tổng giám đốc lại đây giám đốc đồng dạng trào phúng nhìn lạc trần lúc này không chỉ có vừa mới cái kia nữ tử ngay cả bên cạnh một ít những người khác cũng đều nhìn về phía lạc trần bên này trên mặt mang theo trào phúng bởi vì bọn họ nơi này người phục vụ cùng giám đốc sẽ không đối bọn họ làm như vậy đây là bởi vì bọn họ đều là cực kỳ có bối cảnh người nếu ngươi không điểm bối cảnh nhân ra muốn lộng ngươi vậy ngươi nên tự nhận xui xẻo ai làm ngươi ở địa bàn của người ta thượng đâu quan trọng nhất một chút là lạc trần vừa mới nếu là chuyển biến tốt liền thu mà không phải một hai phải làm nhân ra kêu giám đốc như vậy sự tình có lẽ còn sẽ không biến thành như vậy, các ngươi đây là không nói lý, ta muốn khiếu nại các ngươi. Dương Bội bội thật sự nhịn không được ta, từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi có thể đi khiếu nại thử xem, nhìn xem kết quả cuối cùng là cái gì, chỉ là giọng nói này vừa ra, không nói lý. Bỗng nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm lại lần nữa từ nơi xa truyền đến, đó là khách sạn tổng. Giám đốc thoạt nhìn hơn 40 tuổi, là cái đại mập mạp Phía sau đi theo một đống lớn bảo an. Chúng ta chính là không nói lý thì thế nào? Kia tổng giám đốc cười lạnh một tiếng. Chương 667 giờ. Khiếu nại chúng ta đúng không? Tổng giám đốc một bên cười lạnh, một bên mang theo người sải bước đi tới lại đây ta. Chính là tổng giám đốc, các ngươi muốn khiếu nại ai, hiện tại có thể khiếu nại lời. Kia vừa thốt ra, chung quanh càng nhiều người đều mang theo cười lạnh cùng diễn ngược ánh mắt nhìn về phía Lạc Trần kia một bàn. Đặc biệt là Lạc Trần, này hiển nhiên là tiểu tử này đắc tội với người. Nhân gia cố tình tới thu thập hắn, xác định muốn thu ta 50 vạn Mỹ đao. Lạc Trần ngược lại cười, hoặc là nói cả người tức khắc nét mặt tỏa sáng, các. Người có phải hay không còn có cái lão bản, có thể hay không trở ra. Đem giá cả hướng lên trên nhắc lại nhắc tới. Lạc Trần những lời này vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đừng nói Dương Quân, giám đốc. Tổng giám đốc cùng cái kia xem náo nhiệt nữ tử, ngay cả Dương bội bội đều ngạc nhiên nhìn lạc. Trần, lạc trần là nói ngược vẫn là nghĩ sai rồi, nhân ra hiện tại là nói rõ muốn xảo trá ngươi. Tiền, cố ý nhằm vào ngươi, từ 2 vạn đến 5 vạn. Lại đến 50 vạn Mỹ đào, ngươi cư nhiên còn tưởng chướng giới, nhưng thật ra một bên cái kia nữ tử. Trước hết phản ứng lại đây, ta khuyên ngươi về điểm này bàn tính nhỏ vẫn là không cần. Đánh, ngươi đơn giản chính là ỷ vào chính mình là một bậc dị nhân, muốn phản đánh người ra. Làm nhân ra lão bản ra mặt, sau đó lấy dị năng uy hiếp nhân ra. Nhiều cho ngươi bồi một chút tiền thôi, nhưng, là ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là đừng làm nhân ra lão bản ra tới. Nữ tử cười lạnh một tiếng, nữ tử nói như vậy, tức khắc trừ bỏ dương bội bội bên ngoài mặt khác tất cả mọi người minh bạch đặc biệt là dương quân trách không được lạc trần ở thương trường thời điểm có thể lập tức liền giết chết một người cũng trách không được kia chấp pháp giả kéo đế tiếp một chiếc điện thoại lúc sau cũng không dám đối lạc trần động thủ thậm chí còn đối lạc trần xin lỗi đâu nguyên lai like này lạc trần là một cái dị nhân dị nhân đối với người thường mà nói kia căn bản không có có thể so tính người thường tự nhiên lấy dị nhân không có cách nào, nhưng là hắn dương quân là ai, ngói tháp gia. Tộc người, ngói tháp gia tộc làm tiên la đệ nhất gia tộc. Sẽ không có dị nhân, biết rõ lạc trần cậy vào lúc sau, dương quân cũng cười. Nga, nhìn không ra tới, vị tiên sinh này cư nhiên còn có chiêu thức ấy. Tổng giám đốc cười lạnh một tiếng, bớt. Quá ngươi cho rằng ngươi là dị nhân, là có thể đủ không trả tiền tổng giám đốc chào phúng nói dị nhân a à, hảo dọa người a à, làm người hơi sợ giám đốc cũng ở một bên âm dương quái khí mở miệng nói hừ chớ nói ngươi hôm nay chỉ là một cái một bậc dị nhân chính là nhị cấp tam cấp thậm chí tư cấp hôm nay ngươi đều đến đưa tiền tổng giám đốc bỗng nhiên trầm giọng mở miệng nói nếu không các ngươi vẫn là kêu các ngươi lão bản xuất hiện đi Lạc Trần như cũ thực bình tĩnh mở miệng nói, hừ, ngươi thật đúng là vô tri có thể. Nàng kia ở một bên sạc thanh nói, nhân, ra nếu đã biết ngươi là một cái một bậc dị nhân, còn dám nói nói như vậy. Ngươi tưởng nhân ra ngốc sao, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi về điểm này cậy vào. Ở nhân ra trước mặt thí đều không phải. Nữ tử trào phúng mở miệng nói, khách, sạn này sau lưng lão bản là mạn cốc hoặc là nói là toàn bộ tiên la ngầm vương giả càng là một vị lục cấp dị nhân, người nếu là dị nhân. Nên biết lục cấp dị nhân ý nghĩa cái gì? Nữ tử trào phúng lại lần nữa nhìn về phía lạc trần. Trên mặt trào phúng càng ngày càng nùng, đừng nói ngươi một cái một bậc dị nhân. Chính là nàng cái này tư cấp dị nhân. Nhìn thấy nhân gia lão bản đều đến cung cung kính kính cúi đầu hành lễ, ngươi một cái một bậc dị. Nhân, cư nhiên còn muốn tìm nhân gia ra, ra tới, sau đó cùng nhân gia tính sổ, thế. Nào, hiện tại còn muốn làm chúng ta lão bản ra tới sao? Tổng giám đốc cũng chào phúng nhìn về phía Lạc Trần, kẻ hèn một cái một bậc dị nhân. Bọn họ sẽ để vào mắt, hừ, đá đến ván sắt thượng đi, nhưng... Thật ra Dương bội bội tuy rằng không hiểu lắm, nhưng là cũng nghe ra tới. Đối phương bối cảnh cùng thực lực, sợ là cực kỳ khó có thể trêu chọc, cho nên lúc này... Xin giúp đỡ nhìn về phía Dương quân, bởi vì lúc này, sợ là chỉ có Dương quân có thể hỗ trợ tiểu quân nếu không ngươi cấp ngói tháp ra gọi điện thoại làm này ra kịch bản tới chính là hắn chủ đạo như thế nào sẽ hỗ trợ đúng không lạc trần sâu kín nhìn về phía dương quân mà dương bội bội còn lại là lập tức liền ngây ngẩn cả người lạc tiên sinh ngươi có phải hay không hiểu lầm tiểu quân như thế nào sẽ trúng ta vừa mới tới mà thôi này nhóm người rõ ràng là nhằm vào ta này khách sạn sau lưng đã có như thế đại bối cảnh vì cái gì muốn nhằm vào ta cái này một bậc dị nhân, hoặc là nói, có thể làm này khách sạn nhằm vào ta, ra tới này tiên la ngói tháp ra người. Còn có thể đủ có ai, tiểu quân, ngươi nói cho ta, này không phải ngươi làm. Những người này cũng không phải ngươi an bài. Dương bội bội nôn nóng nhìn về phía Dương Quân, hừ, là ta an bài thì thế nào, Dương. Quân trực tiếp đứng lên, trên mặt mang theo một tia cười lạnh, tiểu. Quân, ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, là tiên sinh này dọc theo đường đi lại không đắc tội ngươi hơn nữa ngươi rõ ràng biết ta thích lạc tiên sinh bởi vì hắn thích ngươi lạc trần vẫn luôn thực bình tĩnh duy nhất có điểm làm người khó chịu chính là việc này nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy hoặc là nói chuyện này kỳ thật không phải dương quân cùng này nhóm người thậm chí này khách sạn sau lưng lão bản loại này trình tự có thể lộng minh bạch sự tình việc này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi tiểu quân ngươi Dương bội bội hoảng sợ nhìn Dương quân, không tồi, bội bội, ta thích ngươi. Ta muốn ngươi làm ta Dương quân nữ nhân, ngươi. Nhìn xem ta, trừ bỏ hắc một chút, điểm nào so ra kém này họ lạc ta. Là ngói tháp ra người, càng là mười cái người thừa kế chi nhất, hắn họ lạc tính cái gì, bội. Bội, ngươi chỉ cần hiện tại điểm cái đầu, ta về sau bảo ngươi vinh hoa phú quý, băng, một. Tiếng mát lạnh cái tát vang lên. Ta chính là ngươi tỉ. Dương bội bội trực tiếp xít gào nói tiện nhân, Dương quân bụng mặt lửa giận hướng lên trời mở miệng nói ta điểm nào so ra kém này họ lạc ngươi cư nhiên thích này họ lạc còn có họ lạc ta phía trước liền đã cảnh cáo ngươi nhưng là ngươi không nghe ta phía trước còn kỳ quái ngươi cậy vào ở nơi nào không nghĩ tới ta còn xem trọng ngươi cho rằng ngươi có điểm cái gì bối cảnh đâu không nghĩ tới cư nhiên chỉ là một cái một bậc dị nhân mà thôi ở tiên la, ở ngói tháp ra trước mặt, ngươi tính cái giám, hiện. Tại ta xem các ngươi hôm nay như thế nào xong việc. Dương quân cười lạnh nói, như, thế nào xong việc, lạc trần lắc đầu, sau đó nhìn về phía kia tổng giám đốc, đi. Kêu các ngươi lão bản đi, lạc trần lời kia vừa thốt ra. Dương quân cùng tổng giám đốc lại cười, ha ha, ngươi thật đúng là không biết chết sống, cư. Nhiên còn muốn kêu chúng ta lão bản, chỉ bằng ngươi cũng xứng, bang. Lạc Trần phủi tay chính là một cái tát trừ qua đi. Trực tiếp đem cái kia tổng giám đốc trừ bay đi ra ngoài, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Cái kia giám đốc hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Ngay cả dương quân đều ngây ngẩn cả người, đều đến lúc này. Lạc Trần cư nhiên còn dám ra tay đánh người.